Chương 1020, mâu thuẫn, chúa vơ vét tiểu Hàm Hàm. Hiện tại các thiên tài của hai thành cuối cùng cũng xem như biết tại sao tiểu Hàm Hàm lại được gọi là chúa vơ vét, chuyện này quả thật còn đáng sợ hơn bọn thổ phỉ. Chuyện cướp đoạt, bọn họ cũng đã từng làm rất nhiều, nhưng đều là lén lút, hoặc là tranh đoạt bảo vật ở bí cảnh gì gì đó, làm qua rất nhiều lần. Nhưng mà, ngay ở trước mặt thần linh của toàn thành, quang minh chính đại cướp đoạt, bọn họ thật đúng là chưa từng làm qua. Đặc biệt là người bị cướp còn là con của các thành chủ và các thiên tài các ngươi không nghĩ tới hậu quả sao chiến thần cương sắp bắt đầu rồi các ngươi đánh cũng đánh rồi còn muốn cướp không sợ ba thành bất hòa sao nhanh lên bọn ta không rảnh phí thời gian với các ngươi tiểu hành thiên lạnh lùng nói dám khi dễ bọn ta thì phải nghĩ tới việc mình bị ức hiếp ngược lại có bản lĩnh thì các ngươi cứ giết ta huyết sát thiếu thành chủ lạnh lùng nhìn bọn họ thần huyết chảy xuôi trên người vô cùng cứng rắn lột sạch treo ở cửa thành, bọn ta là con ngoan, không giết người. Tiểu Hành Thiên lập tức nhào tới, bắt đầu cởi quần áo. Mẹ nó, làm thật à? Tất cả mọi người bối rối. Tiểu Hành Thiên, bọn ta cho rằng ngươi chỉ hù dọa một chút, ngươi vậy mà làm thật ư? Bộ ta đang tấu hài à? đã quên danh hiệu của ta rồi sao? lời hứa đáng giá ngàn vàng. Lục Hành Thiên, Tiểu Hành Thiên ngạo nghễ nói, cho thấy mình nói được là làm được, nói lột sạch treo ở cửa thành, thì chính là lột sạch treo ở cửa thành. Ta cho, ta cho ngươi. Huyết sát thiếu thành chủ sắp phát khóc, cũng không cứng rắn được nữa, hắn là thiếu thành chủ, một khi thật bị lột sạch và treo ở cửa thành, chuyện này quá mất mặt. Các thiên tài khác cũng đã sợ, nghĩ rằng thiên tài của hai thành khiêu khích, không đánh lại một thành, còn bị người ta lột sạch rồi treo lên, hình ảnh kia quá đẹp, bọn họ không dám tưởng tượng. Thu xong tất cả tài nguyên, vẻ mặt của tiểu hành thiên hài lòng, "Đi, chúng ta về lớp bổ túc, chia đều cho mỗi người, huynh đệ tốt, có nghĩa khí." "Đúng." huynh đệ tốt, có nghĩa khí, có phúc cùng hưởng. Tiểu hàm hàm cũng nắm quả đấm nhỏ, nói, hàm hàm nói rất đúng, lưu lực vội vàng nịnh hót, gọi tỷ tỷ, hàm hàm tỷ, vương niên không biết tiết tháo, kêu lên đầu tiên, khóe mắt của phong lão gia tử giật giật, tiểu thư đây là lăn lộn trở thành đại tỷ hà. Tại sao lại cảm thấy thứ mà tiểu thư dương danh, lại không phải là tên tuổi gì tốt? So với tiểu hành thiên mặt dày tự xưng là lời hứa đáng giá ngàn vàng, thì chúa vơ vét, đại tỷ này, hoàn toàn không thuộc về cấp bậc, thấy thế nào cũng là một dạng của thổ phỉ. Thật to gan, dám ỷ thế hiếp người. Một tiếng gầm truyền đến, một đạo trưởng lực đánh tới, thần văn pháp tác lấp lóe, chân áp thiên địa, cô động như một, bao phủ lấy tất cả mọi người của lớp bổ túc. Chân thần ư, sắc mặt của phong lão ra tử lạnh lẽo, còn chưa ra tay, đế tinh trở tay một trường, một viên tinh tú hư huyễn hiện ra, trong nháy mắt đánh tan trưởng lực, bay tới người xuất thủ. Oanh, xì xì, một tiếng chấn động, thần huyết màu vàng đập xuống, trong hư không, một bóng người cấp tốc rơi xuống, vô cùng thê thảm. Tiểu hai tử tranh đấu, chân thần cũng dám nhúng tay, là cho rằng Đông Lam thành ta không có cường giả à. Đế tinh lạnh lùng nói, sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ phân tán. Chân thần xuất thủ ngơ ngác nhìn hắn, tiện tay một chiêu đã đánh hắn trọng thương, lẽ nào người trước mắt là cường giả chân thần đỉnh phong sao? Trong lúc ngơ ngác, một luồng thần uy khổng lồ bao phủ toàn bộ Đông Lam Thành, áp lực trong thiên địa đột nhiên tăng mạnh, sắc mặt của cường giả chân thần đại biến, phù phù một tiếng bèn quỳ xuống, ngơ ngác lên tiếng, cường giả thiên thần. Thiên thần, ngoại trừ đế thần cung, chỉ còn mỗi đông lam thành chủ lục thiên lan, và lão tổ của mấy gia tộc, nhưng bọn họ đều ở trong phủ thành chủ, ở đây vậy mà còn có thiên thần tồn tại ư. Cút, đế tinh vẫy ống tay áo, mang theo người của lớp bổ túc rời đi, bọn họ cần trở về chia tiền. Tinh thần đạo sư thật là lợi hại, ha ha, hai thành ngu xuẩn, bọn ta chính là người của lớp bổ túc, dám động thủ với bọn ta người nghĩ rằng đạo sư của bọn ta là đồ trang trí sao long hảo mụ nội nó hiện tại ta có khác gì đồ trang trí đâu hình như ngay cả học sinh lớp bổ túc ta cũng không đánh lại thì phải xem ra cần phải tranh thủ thời gian để mạnh lên nếu không thì làm sao mà dạy bảo được bọn nhóc này lớp bổ túc đang chia tiền trong phủ thành chủ thì đang chấn động lục thiên lan người vậy mà để thiên thần ra tay sắc mặt của huyết sát thành chủ âm trầm, có phải ngươi hơi quá đáng rồi hay không? Huyết thiên quân, có phải ngươi quá coi trọng lục mỗ rồi không? Lục thiên lan cười nhạt nói, hay là nói, ngươi có thể ra lệnh cho thiên thần. Nên cho rằng ta cũng có bản lãnh này ư, không phải là ngươi làm sao? Huyết sát thành chủ huyết thiên quân ngơ ngác, hắn cũng không cách nào mệnh lệnh thiên thần, bởi vì hắn cũng chỉ là một vị cường giả thiên thần trung kỳ. Đã nói với ngươi ngươi khiêm tốn một tí, lục thiên lan khẽ nói, mặc dù đông lam thành ta không phải là đầm rồng hang hổ nhưng khi tổ chức bí cảnh thần nhân lại có quý nhân đến đây điểm này ta nghĩ mấy vị đều biết rõ chứ một vị thiên thần của đế thần cung mở miệng mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác thiên thần của bọn ta đều có mặt người mà chưa tới cũng chỉ có vị kia sắc mặt của huyết thiên quân khó coi như thể ăn phải phân nhi tử của mình đi thể hiện kết quả lại đá phải tấm sắt tư các ngươi lừa ta huyết thiên quân âm u nói chẳng phải hắn đã rời đi rồi sao thần nhân bí cảnh đều kết thúc, tại sao vẫn còn ở Đông Lam Thành? Ô, bộ hắn từng nói qua, bí cảnh kết thúc liền rời đi sao? Vẻ mặt của vị thiên thần thuộc đế thần cung kinh ngạc, người nghe ai nói vậy? Huyết thiên quân, mẹ nó, không phải đó là chuyện đương nhiên sao? Sao lại đổi ý muốn ở tạm rồi? Đông Lam Thành này có đồ vật gì tốt, đáng để vị kia ở lại đây chứ? Trường 1021, tiểu hành thiên ngoan lắm, các người chờ đắc ý, ngoại trừ vị kia, thiên tài của các ngươi cũng không tính là gì. Huyết thiên quân hừ lạnh một tiếng, nói ỉ vào vị kia, thì có bản lĩnh thì chứ, cũng chỉ biểu lộ ra sự bất lực của các ngươi. Cha, ta đã trở về, một âm thanh thanh thúy mang theo sự vui sướng chuyển đến, tiểu hành thiên chạy nhanh tới, không nhìn tất cả mọi người ở đây, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực lục thiên lan. Có khách ở đây, dáng dấp như này còn ra thể thống gì? Lục thiên lan mặt tối sầm lại nói, cha, ta báo tin vui cho người đây tiểu hành thiên trở tay lấy ra mấy món đồ tốt người xem ta chiếm được thần kiếm cấp thần linh còn có thần dược ở đây còn có một bản võ học đây mặc dù có chút vô dụng nhưng cũng là giành được từ trên tay thiếu thành chủ huyết sát thành gì đó huyết thiên quân mẹ nó người có thể kiêng rẻ đến cảm xúc của ta được không người ở ngay trước mặt ta nói là giật đồ từ trong tay con trai của ta người không sợ ta tức giận à đây là đồ cướp được từ tay thiếu thành chủ ngọc long thành một miếng vảy nghèo thật cha người của ngọc long thành có phải toàn là mấy tên túng thiếu thế này không vậy ánh mắt của tiểu hành thiên long lanh nhìn lục thiên lan ngọc hồng sương thật muốn nổi đoá lục thiên lan người có đứa con trai tốt thật đấy thật biết làm mất mặt bọn ta ra mặt thiên thần của đế thần cung và các đại gia tộc hơi giật giật bọn họ muốn cười nhưng lại không dám cười nếu bọn họ cười thật thế thì thiên thần của hai thành nhất định sẽ nổi giận lục thiên lan người có một đứa con trai tốt thật đấy Huyết Thiên Quân và Ngọc Hồng Sương cắn răng nghiến lợi nói. Tạ ơn Thúc Thúc và A Di khích lệ, Tiểu Hành Thiên ngoan lắm. Vẻ mặt của Tiểu Hành Thiên hồn nhiên nhìn bọn họ, ngoan, ngoan Còn mẹ ngươi chứ ngoan, ngươi nghe không hiểu lửa giận trong ngữ khí của bọn ta à. Làm tốt lắm, trong lòng Lục Thiên Lan khen một câu, sau đó nghiêm túc nói, Tiểu Hành Thiên, sao con có thể cướp đồ của người ta được? Con còn nhỏ, mới 10 tuổi, hơn nữa mới cấp 9, sao có thể làm loại chuyện này được chứ? Mẹ nó, Người đây là đang giáo huấn nhi tử à? Người xác định không phải là khoe khoang đấy chứ. 10 tuổi cấp 9 thì khoan hãy bàn, nhi tử của bọn ta là thần nhân, lại bị thằng con 10 tuổi cấp 9 của ngươi cướp. Nhanh trả lại cho bọn họ, sau này không được làm như vậy. Lục Thiên Lan quát lớn, nhưng mà, đây là tiểu hàm hàm cho con. Tiểu Hành Thiên có chút oan ức, chốc lát lại là vẻ mặt vô tội, nói con không muốn, nhưng tiểu hàm hàm nhất quyết muốn cho con, còn nói người nào dám cướp, liền giết chết người đó, dù là thiên thần cũng không được. Bây giờ ta đã hiểu rồi, hai cha con các ngươi đang hát kịch ở đây. Sắc mặt của Huyết Thiên Quân rất khó coi, nhưng khi nhắc tới Tiểu Hàm Hàm, hắn lại không thể không nở một nụ cười rồi nói, trẻ con đùa giỡn, chỉ là một thần linh khí mà thôi, coi như là món quà tặng cho Điệp Nhi. Thúc thúc, thúc muốn tặng thần linh khí cho cháu làm quà sao? Tiểu Hành Thiên với vẻ mặt kinh ngạc nói, vậy thì cho cháu đi. Huyết Thiên Quân, ngươi có thể hiểu ý của ta được không? Càn quấy, làm sao có thể xin quà của thúc thúc chứ? Quà không thể tự mình xin được. Lục Thiên Lan nói, ô, nhưng con đâu có tự mình xin, là thúc thúc nói muốn cho con. Tiểu hành thiên với vẻ mặt ngây thơ, nhìn huyết thiên quân đầy mong đợi nói, thúc thúc muốn tặng cháu thần linh khí gì làm quà vậy? Cháu thích loại phòng ngự của tiểu hàm hàm, mặc lên người, chân thần cũng không đánh vỡ được. Sắc mặt của huyết thiên quân tái xanh, loại này ta cũng muốn, Lục Thiên Lan, người thật là có một đứa con trai ngoan. Thúc thúc không có quả gì tốt, chỉ có áo giáp thần linh khí này. Khóe miệng của huyết thiên quân giật giật, nhiều thiên thần đang nhìn như vậy, nếu như không cho, thật sự không xuống được đài rồi. Cảm ơn thúc thúc, tiểu hành thiên vui vẻ nhận lấy, rất lễ phép nói cảm ơn, sau đó nhìn Ngọc Hồng Sương. Ngọc Hồng Sương, ta có câu này, không biết có nên nói hay không. Lục thiên lan, người cũng không quản con trai mình được sao. Ngọc Hồng Sương lấy ra một cây thương dài, đây là thần linh khí, được chế tạo từ Ngọc Long Cốt nó có phẩm chất hàng đầu trong số các thần linh khí. Cảm ơn a di tiểu hành thiên vội vàng nhận lấy, sợ Ngọc Hồng Sương lấy lại, sau đó lại nhìn về phía những thiên thần khác của hai thành. Xin chào các thúc thúc, xin chào các a di lần đầu tiên gặp mặt, cháu tên là Lục Hành Thiên, rất vui được gặp mọi người. Câu này của ngươi là có ý gì? Lần đầu gặp mặt, rất vui. Đây là muốn quà gặp mặt sao? Bọn ta rất không vui khi gặp ngươi. Tiểu hành thiên, đã lâu không gặp, có nhớ thúc thúc không? một vị thiên thần của đế thần điện mở miệng nói lần này đến làm khách thúc thúc không mang theo món quà nào tốt thần linh khí này cho cháu phía thúc thúc cũng không có thứ gì tốt chỉ có một thần linh khí thôi những thiên thần của gia tộc khác cũng lên tiếng sau đó nhìn về phía các thiên thần của hai thành các ngươi đang muốn ép bọn ta tặng quà ư bọn ta rốt cuộc là đến đây làm cái gì không phải chúng ta đang thảo luận về chiến thần cương sao tại sao lại biến thành đại hội tặng quà chứ đa tả các vị đa tả các vị Lục Thiên Lan ha ha cười lớn, không ngừng chắp tay, cuối cùng nhìn về phía các thiên thần của hai thành. Con trai không biết xấu hổ, ông già này cũng không biết xấu hổ. Các thiên thần hai thành nhìn nhau, không tặng được không? Rõ ràng là không được, quà gặp mặt cũng không tặng nổi, đây không phải là một chuyện mất mặt sao? chương 1022, không đánh cũng thắng, cuối cùng, các thiên thần phải tặng quà, tiểu hành thiên vui mừng khôn xiết, lại nói cha, tiểu hàm hàm mời cha qua, nói là có chuyện cần bàn bạc vậy sao lục thiên lan nghiêm mặt nói vị đó đã mời cuộc nói chuyện về chiến thần cương ngày hôm nay cứ kết thúc ở đây đi được các thiên thần của đông lam thành dứt khoát đứng lên chắp tay nói vậy thành chủ cáo từ nói xong liền rời đi không chút dây dưa huyết thiên quân và ngọc hồng sương xứng sờ con trai của bọn ta sắp tới đây rồi các ngươi tặng quà gặp mặt rồi hãng rời đi lục thiên lan lịch sự mời bọn họ ra ngoài sau đó cùng tiểu hành thiên ra ngoài đương nhiên không phải đến trạch việt mà là tìm đến các thiên thần của Đông Lam Thành, trả lại các món quà vừa mới nhận được, lần này, phủ thành chủ của ta lấy ba cái, còn lại các người tự chia nhau, có ý kiến gì không? Đương nhiên không có, các thiên thần nhếch miệng cười, huyết thiên quân và Ngọc Hồng Sương còn muốn thị uy với chúng ta, lần này chọc bọn họ tức chết, tiểu hành thiên làm rất tốt. Sở dĩ bọn họ tặng quà, rõ ràng là vì phối hợp, khiêu khích thành chủ hai thành, bây giờ đã thành công rồi, đương nhiên phải lấy lại quà đã tặng. Tới chiến thần cương, hy vọng chúng ta vẫn sẽ đoàn kết một lòng lục thiên lan nghiêm nghị nói đương nhiên là như vậy thiên thần của đế thần cung nghiêm nghị nói thứ đặt cược là đông lam thành của chúng ta nếu như chúng ta lại nội chiến cuối cùng người chịu tổn thất là chúng ta còn bọn họ cho dù trải qua một trận chiến cũng chỉ là ghi nhận một thất bại nếu như bọn họ thua đông lam thành sẽ không tồn tại nữa bọn họ cũng sẽ vì vậy mà mất mạng đáng lẽ ra phải là lục thiên lan làm thống soái bây giờ đổi người giao phó sống chết vào tay người khác đổi lại là ai trong lòng đều không thoải mái tiểu hành thiên sau này phải sống hòa hợp với lực nhi lão tổ của lưu lực nói vâng tiểu hành thiên vội vàng gật đầu lớp bổ túc của bọn con đều là người một nhà đều có nghĩa khí vậy thì tốt những thiên thần khác cũng nở nụ cười những đứa trẻ này đoàn kết với nhau cũng có thể khiến cho tiểu hàm hàm vui vẻ chỉ cần dính líu đến tiểu hàm hàm đám thiên thần này sẽ hiền lành như một người cha hôm nay nếu như không phải có tiểu hàm hàm tham gia hai thành chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, chứ đừng nói là tặng quà. Lục thành chủ, người đúng là có một đứa con trai ngoan. Các thiên thần khen ngợi nói, lục thiên lan mỉm cười, hiện tại ông ta cũng rất hài lòng, mặc dù tiểu hành thiên có láo cá một chút, nhưng những gì mà cậu ta làm đều có lợi cho phủ thành chủ. Về đến phủ thành chủ, lục hành thiên nói, thưa cha, con muốn đột phá thành thần và tham gia vào chiến thần cương. Hửm, lục thiên lan cao mày, chiến thần cương quá nguy hiểm, con vẫn còn quá nhỏ. Tiểu Hàm Hàm cũng sẽ đi, Lục Hành Thiên bĩu môi, không giống nhau, tiểu Hàm Hàm có một thân thần khí, còn thật sự cho rằng chúng chỉ có thể chống lại đòn công kích của chân thần sao? Cho dù là thiên thần, cũng không thể đả thương nó. Lục Thiên Lan nghiêm nghị nói, nó đi không khác gì là đi chơi, chỉ cần không gặp phải kỳ thạch, bị hấp thụ thần lực là được. Nhưng mà, chúng ta có thể mời Vân Tiêu tỷ tỷ. Tiểu Hành Thiên nói, có Vân Tiêu tỷ tỷ ở đây, chúng ta không cần đánh cũng thắng. Không đánh cũng thắng sắc mặt của Lục Thiên Lan tối sầm lại, ho khan một tiếng rồi nói, tuy rằng lời con nói rất chính xác, nhưng mà, điều này quá hiện rõ sự bất tài của Vi Phu. Thật sự không được, có thể mời Quỳnh Tiêu Tỷ Tỷ cũng được. Tiểu hành thiên thấp giọng nói, con biết được đại sát chiêu của Quỳnh Tiêu Tỷ Tỷ. Ồ, sát chiêu gì, Lục Thiên Lan lộ ra chút hứng thú, cửu khúc hoàng hà, Lục hành thiên thấp giọng nói, chỉ cần có đủ nguyên liệu, Quỳnh Tiêu Tỷ Tỷ cũng biết cửu khúc hoàng hà trận. Mặc dù uy lực không mạnh bằng Vân Tiêu tỷ tỷ, nhưng cũng có thể càn quét trên chiến trường thần cương lục thiên lan im lặng lục hành thiên có chút gấp gáp cha con còn muốn đưa lớp bổ túc tiến quân vào chiến trường thần cương chúng con đã thảo luận để cùng nhau đi lớp bổ túc của các con cũng đi sao lục thiên lan không bình tĩnh được nữa một đám trẻ con chạy tới các con thật sự cho rằng chiến trường thần cương là nơi vui chơi sao chỉ cần là cấp thần nhân đều sẽ đi nếu như có thể đột phá cũng đi tiểu hành thiên gật đầu ngập ngừng một lúc sau đó lại nói hơn nữa không phải cha đã mời chàng chủ ca ca đi sao, con có thể đi cùng chàng chủ ca ca. Đôi mắt của lục thiên lan sáng lên, đúng vậy, tiểu hành thiên có thể đi cùng chàng chủ, chàng chủ xuất hành, bất luận đi đâu, bên cạnh đều có bảo vệ theo cùng, nếu như bảo vệ này cũng không được vậy thì chiến thần cương không cần đánh, ông ta có thể đầu hàng rồi. Được thôi, con cần bao nhiêu tiền để đột phá? Lục thiên lan hỏi, con đã cấp 9 rồi, không cần nhiều lắm, đúng rồi, cha có thể đi nghe giảng đạo, Tiểu hành thiên nói, lần trước con nghe giảng, mơ mơ hồ hồ đã đột phá, lần này mua hỗn độn khí phối hợp với nghe giảng, chắc chắn sẽ thành thần. Nghe giảng đạo, lục thiên lan tò mò, nghe giảng đạo này là cái gì? Vân tiêu tỷ tỷ giảng đạo, giải thích về võ thuật, còn bật mí với cha cái này, vân tiêu tỷ tỷ là thần đế bị thương. Lục hành thiên thì thào, phụt, con đang nói cái gì vậy? Lục thiên lan trợn to hai mắt, thần đế bị thương ư. Con trai, con không phải đang lừa gạt cha chứ? thần giới sớm đã không thấy tung tích của thần đế nữa, vân tiêu này là thần đế bị thương ư. Đi, lục thiên lan vội vàng nói, ta đến kho tàng lấy tài nguyên, con đi gọi hành đạo. Lục hành thiên vội vàng đi gọi lục hành đạo, hai cha con nhanh chóng đến thần ma đạo tràng, bán một đống lớn tài nguyên. chương 1023, đột phá, thành chủ thật giàu có. Giang Thái Huyền với vẻ mặt kinh ngạc nói, tổng cộng 893 vạn. Đây chính là tài nguyên mà Lục Thiên Lan đưa ra, gần 900 vạn, hắn dám khẳng định bấy nhiêu vẫn chưa phải là toàn bộ đoán chừng trong bảo khố của lục thiên lan còn có nhiều hơn lục thiên lan cười nhẹ một tiếng khiêm tốn nói chàng chủ nói đùa rồi người nghèo chẳng giàu có gì đâu ông ta đã làm thành chủ nhiều năm như vậy rồi nếu như không tích lũy một chút thì không phải là trò đùa với người khác sao ngươi muốn cái gì giang thái huyền hỏi để tiểu hành thiên thành thần chàng chủ có cái gì tốt giới thiệu không lục thiên lan nói cha con là con rơi con rớt ở ngoài thật à Lục hành đạo với vẻ mặt oán hận, tại sao ngươi không cho ta một ít? Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, tự mình kiếm tiền đi. Lục thiên lan bĩu môi, bất mãn chừng mắt nhìn hắn ta, đệ đệ của ngươi hôm nay đã lập đại công, khiến thiên thần của hai thành suýt nữa nôn ra máu. Đây là phần thưởng, nếu như ngươi có thể làm được, cha sẽ cho ngươi trở thành thiên thần. Thật sao, lục hành đạo kinh ngạc vui mừng, tuy rằng cảm thấy cha mình đang khoác lác, nhưng ít nhất cũng có chút phần thưởng. Ta đã gạt ngươi bao giờ chưa? lục thiên lan khịt mũi một tiếng rồi nói lát nữa nghe giảng đạo coi như ngươi được hưởng ánh sáng của hành thiên nếu như để phối hợp nghe giảng đạo thành thần ta đề nghị ngươi nên mua pháp tác đan hỗn độn khí đương nhiên tốt nhất vẫn là đạo cảnh giang thái huyền nói đạo cảnh thì thôi đi lục thiên lan lắc đầu ta cũng chỉ có công pháp trung cấp đạo cảnh cần rất nhiều tiền vậy cũng được pháp tác đan sinh ra năng lượng pháp tác trước dùng mấy viên hỗn độn đan phối hợp thăng cấp đến đỉnh phong sau đó là ánh sáng pháp tắc, trở thành thần cũng không thành vấn đề." Giang Thái Huyền nói, "Vậy thì một viên pháp tắc đan, 100 hỗn độn khí, 10 ánh sáng pháp tắc, 10 viên hỗn độn đan." Lục Thiên Lan suy nghĩ một chút rồi nói, "Tổng giá 350 vạn." Giang Thái Huyền gật đầu, khấu trừ tiền, đưa thương phẩm. 100 hỗn độn khí, tiểu hành thiên hoàn toàn không thể dùng hết, sau khi dùng 20 luồng đã đạt tới đỉnh phong rồi, sau đó là pháp tắc đan. Sau khi nuốt xuống viên pháp tắc đan, công pháp trong cơ thể của tiểu hành thiên nhanh chóng lưu truyền, một luồng ánh sáng kỳ dị lấp lánh, một ngọn lửa mạnh bốc lên, trên bề mặt cơ thể hiện ra một tia sáng đỏ nhàn nhạt, nhạt. Pháp tắc hệ hỏa, lục thiên lan vui mừng khôn xiết, không hổ là pháp tắc đan, còn chưa nhập thần cấp thì đã có pháp tắc rồi, mau luyện hóa ánh sáng pháp tắc. Tiểu hành thiên liên tục luyện hóa ánh sáng pháp tắc, cảm nhận được bình phong bảo vệ thần nhân đã nới lỏng rồi, giống như chỉ cần một đòn đã có thể đột phá. Sắp đột phá thần nhân rồi, lục thiên lan hài lòng gật đầu, đừng luyện hóa ánh sáng pháp tắc nữa, nếu không con sẽ trực tiếp đột phá. Cường giả thần nhân, chính là cần phải lĩnh ngộ và khống chế sức mạnh pháp tắc, tiểu hành thiên đã có đầy đủ rồi, xung kích thần nhân cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại vẫn cần phải nghe giảng đạo, như vậy mới càng đột phá hoàn hảo hơn. Sau khi trả tiền xong, việc truyền đạo lại lần nữa bắt đầu, tiểu hành thiên trở thành thần nhân mà không gặp sự cố gì, độ kiếp thì trực tiếp bị trọng thương, không còn cách nào khác, cha không cho sức mạnh, không cho đủ tiền. Chúc mừng, Điều hành thiên đã trở thành thần. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, đa tạ chàng chủ, số tiền còn lại, toàn bộ mua hỗn độn khí. Lục Thiên Lan nghiêm nghị nói, trận chiến thần cương sắp tới, ta cũng phải thăng cấp một chút, mới có thêm sức mạnh bảo vệ tính mạng. Giang Thái Huyền gật đầu, khấu trừ tiền rồi đưa thương phẩm ra. Sau khi ba cha con Lục Thiên Lan rời đi, nhiệm vụ của Giang Thái Huyền đã hoàn thành vượt mức, dứt khoát giao nộp lên. Tinh, ký chủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trước thời hạn, Phần thưởng ngẫu nhiên mảnh hạt giống thần ma hàng đầu X5, phần thưởng khi hoàn thành cấp độ cao một gói quả bí ẩn. Mở gói quả bí ẩn ra, Giang Thái Huyền nói, "Tinh, ký chủ mở gói quả bí ẩn và có được." Đạo cảnh cấp thần trung cấp hệ gió, ánh sáng xanh mạnh mẽ nhập vào đầu, vô số cảm ngộ hiện lên, đôi mắt của Giang Thái Huyền nhất thời sướng sở, tiếp nhận vô vàn thông tin. Đạo cảnh cấp thần trung cấp, rất phù hợp với cấp thấp, đều là hệ gió, không có một chút kẽ hở. Hệ thống người đây là bảo ta theo hệ phong tới cùng luôn hả? Giang Thái Huyền mắng chửi, ký chủ có thể tự mình lĩnh hội phần còn lại của pháp tắc, cũng có thể mua pháp tắc đan. Hệ thống lạnh lùng trả lời, pháp tắc đan thì thôi đi, với cái tính của ngươi, rất khó bảo đảm sẽ không cho ta một pháp tắc hệ gió. Giang Thái Huyền bĩu môi, hệ thống cũng là một tên lừa bịp, hắn biết rất rõ. Nếu như mua một viên pháp tắc đan với giá 100 vạn, lại mở ra một pháp tắc hệ gió, vậy thì thật sự khóc không ra nước mắt. Đó là chiến thần cương, tiểu hành thiên cũng muốn đi, đám con nít này, chiến trường có cái gì vui chứ? Giang Thái Huyền lắc đầu, sau đó nhìn Vân Tiêu, vừa rồi Vân Tiêu đã truyền âm cho hắn. Ta muốn bế quan, một ngày, Vân Tiêu nói, nhanh như vậy đã sắp đột phá rồi ư? Giảng đạo rốt cuộc đã ban thưởng cái gì? Giang Thái Huyền tò mò, bí mật, Vân Tiêu buông xuống một câu rồi biến mất không thấy đâu. Giang Thái Huyền lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều, Vân Tiêu này mới giảng đạo mấy lần đã sắp thành thiên thần rồi, xem ra phần thưởng giảng đạo này có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của thần ma hàng đầu trăng. Như vậy cũng tốt, thực lực của thần ma hàng đầu thăng cấp càng nhanh thì thực lực của đạo tràng sẽ càng mạnh. Giang Thái Huyền trong lòng thầm nói, chương 1024, chết tiệt, là cố nhân. Giang Thái Huyền đang định ngồi xếp bàn tu luyện, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền bước ra khỏi đạo tràng tìm đến Quỳnh Tiêu, người đang uống trà với Bạch Tố Trinh, Quỳnh Tiêu tiên tử, người có còn nhớ lời hứa không? Lời hứa gì? Quỳnh Tiêu bối rối hỏi, người có phải là muốn chơi xấu không? Giang Thái Huyền nói với vẻ mặt bất lương, lúc đầu ai đã nói với ta, cho ta mượn kim giao tiến. Chàng chủ cần kim giao tiến làm cái gì? Chỉ bằng ta dạy người cửu khúc hoàng hà được không? Gặp thần giết thần, thần vương có tới cũng không phá được. Vẻ mặt của Quỳnh Tiêu hơi thay đổi, nàng sẽ không thừa nhận rằng bản thân thực sự muốn chơi xấu. Cửu khúc hoàng hà, ta đến cả vật liệu còn không có. Giang Thái Huyền thở dài một hơi rồi nói, ta không thể bố trận, cả đời này đều không thể. Một phần trăm, ít nhất ta phải kiếm một trăm phần vật liệu cho cửu khúc hoàng hà, ta lấy cái gì để bố trận chứ? Người có thể học hỏi ra các thần hầu, sử dụng cơ thể của mình để bố trận. Quỳnh Tiêu nói, trận pháp trung cấp và cấp thấp của y thực sự không tồi, lại nghĩ ra việc khắc trận lên trên cơ thể mình, y thực sự giỏi đấy. Khóe miệng của Giang Thái Huyền giật giật, người đây là hại hắn hay là hại ta? Ta sắp đến chiến trường thần cương, đang suy nghĩ lấy thần khí phòng thân. Giang Thái Huyền nói, mặc dù chưa chắc có thể dùng tới. Bọn ta đi cùng ngươi là được mà. Quỳnh Tiêu nói, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đừng hòng đem kim giao tiến đi lung tung, sau đó đổ tội cho ta. Như vậy thì tốt quá rồi. Giang Thái Huyền gật đầu, đối với sự hiểu biết về kim giao tiến, toàn bộ đạo tràng cũng chỉ có hai tỷ muội Quỳnh Tiêu, hắn lấy nó cũng không thể phát huy được mấy phần uy lực. Tràng chủ rất quan tâm đến trận chiến thần cương sao. Bạch Tố Trinh hỏi, trước đây người không quan tâm đến chuyện đó, chỉ quan tâm xem có thể kiếm được tiền hay không. Tò mò với một số thứ, Giang Thái Huyền nhẹ giọng nói, cả đạo tràng chỉ có Vân Tiêu biết về viên đá tròn đó, bọn họ vẫn chưa biết. Tràng chủ, ta về rồi, đế tinh cùng Long Hạo Ngự không đến, trực tiếp nói, tràng chủ, có thể thuê Vân Tiêu đại nhân âm thầm bảo vệ tiểu hàm hàm được không? Không được để người ta phát hiện, thật sự là con gái ngoài giá thú của ngươi sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc, không phải, có liên quan đến một vị cố nhân. Đế Tinh bất lực, các ngươi có thể đừng bẩn thỉu như vậy được không? Nữ cố nhân, ừ, vậy thì chính là bị cắm sừng rồi." Long Hạo nói nhỏ, "Đế Tinh, sao tự dưng ta muốn đánh chết ngươi vậy chứ? Ngươi mới bị cắm sừng thì có, cả nhà ngươi đều bị cắm sừng." "Bọn ta hiểu mà, đứa con thần vương thê thảm, tất cả nỗi bất hạnh đều rơi vào người ngươi." Giang Thái Huyền thở dài một hơi, vỗ vai Đế Tinh, "Ngươi yên tâm chỉ cần ngươi ra giá, có chăn cừu trên đầu ngươi ta đều có thể coi như không nhìn thấy. Chết tiệt, hiện tại ta không muốn nói chuyện với ngươi, thật sự chỉ là bạn cũ mà thôi. Chiến thần cương vẫn tiếp diễn từ thời cổ đại cho đến ngày nay, chỉ vì tranh giành lãnh thổ sinh tồn ở thần giới. Các thế lực lớn vơ vét thần dược, luyện chế đan dược phục hồi, đan dược trị thương và nhiều loại thần khí khác. Các thương hội lớn chỉ có thể bán cho bọn họ với giá thấp, kiếm tiền cũng chỉ có thể kiếm được phí vất vả, đây là mệnh lệnh của thần vương. Nhưng mà, Long Hạo, Tiểu Hành Thiên và những người khác lại kiếm được một khoản lớn từ điều này, hỗn độn khí quá quý giá, sau khi rất nhiều thiên thần biết được, lập tức tìm đến Long Hạo, âm thầm phối chế. Người của huyết sát thành và Ngọc Long thành còn âm thầm trong bóng tối, chỉ là dự trữ đan dược, dược liệu và thần khí. Lục Hành Thiên đã đột phá thành công trở thành thần nhân, những người có thể đột phá của lớp bổ túc đều bắt đầu đột phá, bọn họ dự định cùng nhau tham gia vào chiến thần cương, thế là ngay lập tức đăng ký. Lục Thiên Lan vung ra một khoản lớn, trực tiếp đồng ý, lần này chàng chủ có ý định đi theo cùng, Lục Thiên Lan hoàn toàn không lo lắng chút nào về vấn đề an toàn, ông ta cũng đã chuẩn bị đủ phí thuê. Sở dĩ Phong lão gia tử đồng ý cho Tiểu Hàm Hàm tham gia, một là bởi vì Tiểu Hàm Hàm muốn đi, hai là đế tinh cũng ở đó, có hai vị thiên thần bọn họ bảo vệ, sẽ không thể xảy ra vấn đề gì trong chiến thần cương. Hơn nữa, mục đích mà bọn họ đến đây chính là để rèn luyện Tiểu Hàm Hàm, trước đó khi Tiểu Hàm Hàm giao chiến đều là lấy thần khí để trấn áp đối thủ, không biết quá nhiều về kỹ năng chiến đấu. Giang Thái Huyền cũng nhân cơ hội kiếm một khoản tiền, thăng cấp thực lực một chút. Bùm, vào ngày này, ánh sáng vàng lấp lánh, ba lệnh bài bay lên bầu trời, phát ra hàng vạn kim quang, xé rách hư không, lộ ra một thông đạo màu vàng. Chiến thần cương đã mở ra, sau khi chúng ta tiến vào, thông đạo sẽ đóng lại. Lục Thiên Lan ngự không bay lên, đứng trên thông đạo màu vàng, lãnh đạm nói, chiến thần cương nguy hiểm trùng trùng. Thập tử nhất sinh, nếu như các ngươi không muốn đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thân là một thành viên của Đông Lam thành, làm sao có thể chùn bước? Lục Hành đạo bước ra, nhảy lên không chung, bước lên thông đạo bằng vàng, Lục Hành đạo đi trước một bước. Lục Hành đạo, nhiều năm không gặp, người vẫn có dũng khí này, ta làm sao có thể rớt lại phía sau? Một loạt lời nói kêu ngạo vang lên, một vị thần minh bước vào thông đạo màu vàng nói, tôi sẽ đồng hành, bảo vệ Đông Lam. Được, đã không có ai chùn bước. Vậy thì, đại quân tiến vào đi, Đông Lam tiến vào trước, Ngọc Long ở trung tâm, huyết sát đoạn sau. Thành chủ Huyết Thiên Quân của Huyết Sát thành toàn thân tà khí cuồn cuồn, sát cơ quét sạch cửu thiên, bầu trời méo mó. Chương 1025, chiến trường thần cương mở ra. Giết, ầm ầm, một tiếng quát vang lên, bầu trời chấn động, thần thú làm vật cưỡi, một cường giả cấp thần điều khiển thần thú, ngự không bay lên, bước lên thông đạo màu vàng. Đội quân của Ngọc Long thành xuất phát. Ngọc Hồng Sương thân mặc áo giáp, lạnh lùng nói. Grau, tiếng rồng gầm vang, một con thần thú ẩn chứa huyết long phá không trung đưa người đi. Chiến thần cương, kiến công lập nghiệp, đạt được vị trí thiên thần. Huyết sát thiếu thành chủ thân mang thần kiếm, dẫn đội tiến vào. Đám người dày đặc, số đội quân ước tính hàng vạn, minh mông, đông nghìn nghịt, bước lên thông đạo màu vàng, hành quân đến chiến trường. Để kiến công lập nghiệp, cũng để có quyền lực sinh tồn, đông lam không có ai trùn bước, một khi bị đánh bại, cả thành đều sẽ chết, kết quả tốt nhất cũng là thoi thóp hơi tàn dưới sự thương xót của đối phương. Đội quân đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi vào thôi. Huyết thiên quân trầm giọng nói, các ngươi đi trước đi, ta còn phải đợi người. Lục thiên lan nói, hả, huyết thiên quân cao mày, vẻ mặt mang một chút lạnh lùng, người không phải là muốn lâm trận chạy trốn đấy chứ. Huyết thiên quân, lục thiên lan với ánh mắt lạnh lùng, tỏa ra sát cầu uy nghiêm đáng sợ, khi lục thiên lan ta chinh chiến trên chiến trường thần cương, các ngươi còn đang tranh giành vị trí thành chủ. Bớt nói vài câu đi, chiến thần cương đã bắt đầu rồi, thần vương chỉ định ba thành chúng ta, không phải là để chúng ta nội loạn. Ngọc Hồng Sương thuyết phục, hừ, Lục Thiên Lan hừ lạnh một tiếng rồi nói, đám người tiểu hàm hàm cũng muốn đi, các ngươi vào trước ổn định thế cục, ta đợi chúng là được rồi. Thì ra là vậy, vậy bọn ta đi trước. Ngọc Hồng Sương gật đầu, bước vào thông đạo màu vàng trước, nhanh chóng rời đi. Huyết Thiên Quân không nói thêm nhiều nữa, cũng đi theo xông lên chiến thần cương các thế lực thù địch cho các ngươi xem thử uy lực chúa vơ vét của lớp bổ túc bọn ta tiểu hành thiên siết chặt nắm đấm nhỏ bé đưa đám tiểu đồng bọn vội vàng gào thét xông tới sắc mặt của lục thiên lan tối sầm lại chúng ta đây là đi đánh nhau tại sao lại làm giống như ăn cướp vậy chàng chủ ca ca đâu tiểu hàm hàm tò mò nhìn xung quanh tiểu hành thiên nói rằng chàng chủ ca ca cũng sẽ đến đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh A Di Đà Phật, Bần tăng Tử Bi, A Di Đà Phật, Bần tăng Pháp Hải Đạt Ma. Oảng, tại sao ta phải cưới một con chó tới chứ? Thạch Cơ bất lực nhìn Hao Thiên Khuyển bên dưới. Growl, một tiếng rồng gầm vang, ngũ trảo kim long ngự không bay tới, bốn bóng người chắp tay sau lưng, thần thái lãnh đạm, giống như một cao nhân thế ngoại, cường giả tuyệt thế. Đây là ai? Uy thế của Kim Long thật là mạnh, đám người đó là ai, từng người một đều thật mạnh mẽ, sao lại xuất hiện vào lúc này? Các thần dân của Đông Lam Thành kinh ngạc nhìn lên bầu trời, từng bóng người đó, khí thế hào hùng, đặc biệt là bốn người trên lưng rồng, càng thâm sâu không thể lường được. Chàng chủ ca ca thật oai phong, tiểu hàm hàm và tiểu hành thiên với vẻ mặt ngưỡng mộ. Chàng chủ, không phải đã nói là không cưỡi ta sao? Ngao Bính rất bất lực truyền âm đến, người hỏi Vân Tiêu đi, Vân Tiêu nói ta đi ra ngoài nên có khí thế một chút. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, Ngao Bính nhất thời không dám nói nữa, tìm Vân Tiêu. Đùa cái gì vậy chứ, nếu như hắn có cái gan đó, không cần Vân Tiêu ra tay, Quỳnh Tiêu lập tức lấy kim giao tiến, hầm thịt rồng vào ban đêm. Chàng chủ, Lục Thiên Lan chắp tay nói, Lục Thành chủ, ta nói người này, người cũng thận trọng quá rồi đó, thế mà lại thuê toàn bộ từ trung cấp trở lên, người thật là giàu có. Giang Thái Huyền bất lực, người thật sự định trấn áp đối thủ sao? Chiến trường thần cương vừa mở ra, Lục Thiên Lan ngay lập tức truyền tin cho hắn, thuê tất cả thần ma từ trung cấp trở lên trong đạo tràng, ông ta không thiếu tiền. Đảm bảo một chút cũng tốt, nói cho cùng, ta không tin tưởng vào hai thành đó. Lục Thiên Lan nói, ngập ngừng một lúc rồi lại nói, lát nữa xin các vị ẩn núp, nếu như có chuyện, coi như là một con át chủ bài, Lục Hành Lan ta cũng dễ trở mình. Ừ, Vân Tiêu nhàn nhạt trả lời, cùng với muội muội Quỳnh Tiêu, đứng bên cạnh Giang Thái Huyền. Vậy đi thôi, bước vào thông đạo này chính là chiến trường thần cương. Lục Thiên Lan nói. Những người trong lớp học bổ túc kinh ngạc nhìn Giang Thái Huyền, bọn họ đã từng nhìn thấy một vài người trong số họ trong nhân thần bí cảnh, đây đều là những người mạnh mẽ hạng nhất, Quỳnh Tiêu ở trong bí cảnh thần nhân đã đánh bại chân thần chỉ bằng một chiêu. Thực lực của đường tăng cũng không tệ, đã đánh nát bộ xương của chân thần, hoàn toàn chân áp, có một đám người hung hãn như vậy theo cùng, bọn họ đi hoàn toàn có thể chỉ cần nằm cũng chiến thắng. Phong lão gia tử nghi hoặc nhìn bọn họ, ánh mắt đầy sừng sốt, đông lan thành này lại ẩn chứa nhiều cường giả như vậy ư trong số những người này vân tiêu đã gây áp lực quá lớn cho lão còn quỳnh tiêu và những thần ma cao cấp khác cũng cho lão một áp lực không nhỏ đối mặt với họ phong lão gia tử đến một chút tự tin cũng không có may mắn thay những người này đều là phía bạn bè hàn tỉ tỉ quỳnh tiêu tỉ tỉ tiểu lô rất quen thuộc với hai người họ ngay lập tức chạy đến tiểu hàm hàm quỳnh tiêu mỉm cười ôm lấy tiểu hàm hàm tiểu thư sao lại quen biết bọn họ phong lão gia tử ngẩn người lão phát hiện có rất nhiều mà mình chuyện không biết Chiến trường thần cương, xung quanh hoang vắng điều hưu, đầy rẫy những tảng đá gồ ghề, xác chết khắp đồng, hài cốt kim sắc sớm đã mục nát, dù cho là xác chết của thiên thần cũng không thể bảo tồn được bao lâu. Sự xuất hiện của ba phương thế lực ngày hôm nay đã phá vỡ sự im lặng chết chóc nơi đây. Bầu trời u ám, những luồng khí xám xịt, không hề ẩn chứa một chút thần nguyên khí, tựa như nơi này đã không còn là thần giới. Chương 1026, thôn thần, sau khi đám người Giang Thái Huyền bước vào đều đã che giấu thân ảnh, họ không đi theo đại đội, tiểu hàm hàm và những người khác cũng rời đi, được đế tinh và lão gia tử bảo vệ, điều này càng khiến người ta yên tâm hơn so với việc ở trong đội ngũ. Tất cả mọi người bước vào, thông đạo màu vàng biến mất, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Đông Lam Thành, bọn họ sẽ phải ở đây một tháng mới có thể trở về, nếu không thì chính là kết thúc chiến tranh. Còn một bên khác của chiến trường thần cương, cũng là khí tức ngút trời, khí tức vô tận đan sen, khuấy động hư không, vô số xương cốt trực tiếp nổ tung giang thái huyền lấy ra một tấm bản đồ liếc nhìn những người còn lại ta có chuyện đi trước một bước bản bản đồ này các ngươi hãy phục chế một bản cái này là lục thiên lan đưa cho chiến trường thần cương mỗi một lần khai chiến đều có thể không giống nhau may mắn thay thần vương đã đưa bản đồ trước để bọn họ có thể hiểu được tất cả về chiến trường trang chủ để quỳnh tiêu đi cùng ngươi đi vân tiêu nói không cần đâu đường tăng đi cùng ta là được rồi ngươi còn phải bảo vệ bọn họ hơn nữa tỉ muội các ngươi tách ra được sao? Giang Thái Huyền chỉ vào đám người tiểu hàm hàm rồi nói, ta chỉ là đi thăm dò khu vực lân cận, có chuyện sẽ liên lạc với các ngươi. Vậy được, Vân Tiêu cũng không ép buộc, Giang Thái Huyền gật đầu, ngự không bay đi cùng với đường tăng. Nhiệm vụ lần này của Vân Tiêu rất quan trọng, bởi vì thực lực của nàng mạnh nhất, một khi đại cục xuất hiện biến động, cần có nàng ra tay, mặc dù bây giờ chỉ vừa mới đến, nhưng ai biết được ba phương thế lực sẽ làm ra chuyện gì. A-di-đà-phật Tràng chủ lựa chọn bần tăng đi theo, đó là lựa chọn chính xác nhất. Đường tăng tuyên đọc Phật hiệu, nháy mắt nói có ăn thịt chân thần không? Sắc mặt của Giang Thái Huyền liền tối sầm lại, các ngươi lại lén lút lên núi thú vương giết thần thú sao? Khổ, là ngao bính làm, bần tăng chỉ rèn luyện tay nghề. Đường tăng ho khan một tiếng rồi nói, tay nghề nấu nướng của bần tăng đã lên rồi, sau này Phật tổ đến, ta phải chiêu đãi ngài ấy. Nếu như Phật tổ biết sẽ đánh chết ngươi luôn, ngươi còn muốn mời Phật tổ ăn thịt ư? giang thái huyền luôn cảm thấy rằng đường tăng đang tìm đường chết tới khi đó một chiêu đại nhật như lại thần trưởng của phật tổ chắc chắn có thể đánh hắn rơi xuống đất ầm ầm bay đi không được bao lâu phía trước khói báo động bay cuồn cuộn khí thức ngập tràn thiên địa tiếng thú gầm truyền đến âm thanh chấn động vạn lý lần này đối thủ là một tộc thần thú sao giang thái huyền nói bữa ăn khá ngon chàng chủ ngươi nói xem bần tăng ăn thịt ở trước mặt bọn họ sẽ có kết quả gì đường tăng rất muốn tìm đường chết nói ngươi muốn chết thì đi đi Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng, bay qua một bên. Ăn thịt thần thú trước mặt thần thú, người cho rằng người ta dễ bắt nạt lắm sao? Trang chủ, người rốt cuộc đang tìm thứ gì vậy? Người nói cho Bần Tăng biết, Bần Tăng sẽ giúp người tìm. Đường Tăng nói, một loại đá, loại có thể hấp thu thần lực, Lục Thiên Lan nói có thể lấy được ở trên chiến trường thần cương. Giang Thái Huyền nói, hấp thu thần lực sao? Đường Tăng khẽ cao mày, lập tức nói, vậy có thể làm một cái lưới đan bằng thần lực, Chỗ nào thần lực biến mất thì đi đến đó kiểm tra xem. Vậy chia ra tìm đi, không được cách nhau quá xa." Giang Thái Huyền nói, thần ma tổ kinh của hắn nếu như tiếp cận loại đá đó thì sẽ phản ứng lại, không cần phải phí sức như vậy. "Được rồi, vậy chàng chủ cẩn thận một chút." Đường Tăng nói, Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, ngựa không bay lên, Đường Tăng kiểm tra xem xét một hướng khác. "Hừm, sau khi bay đi không bao lâu, thần ma tổ kinh trong cơ thể của Giang Thái Huyền lại lần nữa run lên." còn kịch liệt hơn so với kỳ thạch gặp được lần trước, đây là hòn đá lớn hơn sao. Giang Thái Huyền nhìn xuống, loạn đá rất nhiều, trong số đó có không ít tảng đá lớn, thần ma tổ kinh cảm ứng được rằng nó đang ở trong số những tảng đá khổng lồ này. Sau khi ngự không bay xuống, Giang Thái Huyền liền nâng lòng bàn tay lên, đá bay tán loạn sang một bên, lộ ra thứ ẩn giấu bên trong, lại là một con côn trùng đen như mực, con côn trùng này chỉ to bằng lòng bàn tay, có một đôi sừng sắc nhọn, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh, không để lộ ra một chút khí tức nào. Hệ thống, kiểm tra con côn trùng, Giang Thái Huyền hơi nhíu mày, phản ứng lần này lại đến từ con côn trùng đó. Tinh, thôn thần trùng, vật do thôn thần tộc chăn nuôi, có thể nuốt thần lực. Thôn thần trùng, thôn thần tộc, nuốt thần lực, Giang Thái Huyền sửng sốt, chẳng lẽ đây là chủng tộc của thực thần? Không đúng, nếu là chăn nuôi, con trùng này vẫn còn sống, chủ nhân của nó có phải cũng ở gần đây không? Giang Thái Huyền trong lòng thầm nghĩ, đang định hành động thì một luồng khí lạnh lẽo đánh tới, tốt hơn hết là ngươi đừng cử động, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ồ, oh, chỉ là một thần nhân mà cũng dám hỗn sược ư? Giang Thái Huyền lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía người tới. Một đám xương đen bao phủ cơ thể, trên khuôn mặt thanh tú mang một chút lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt cũng tràn đầy hàn ý. "Đồ phế vật của thần giới, sao những thứ có liên quan đến thần lực trên người ngươi ra, ta sẽ không giết ngươi." Nữ tử xương đen lạnh giọng nói. Người đang cướp của ta. Giang Thái Huyền sững sờ, nghi ngờ bản thân đã nghe lầm, mình cũng có một ngày bị cướp ư. Cho người một cơ hội sống, người không trân trọng, vậy thì chết đi. Nữ tử xương đen lạnh giọng nói, xương đen ngập trời quét qua, nhưng thần ma tổ kinh của Giang Thái Huyền lại không hề dao động. Tiểu bảo, nuốt thần lực của hắn, nữ tử xương đen lại lên tiếng, con trùng đen như mực kia run lên, lập tức bay về phía Giang Thái Huyền. Trường 1027, Cổ Nặc, Giang Thái Huyền nâng lòng bàn tay lên, một vòng tròn thần lực ngưng tụ, trực tiếp bao phủ con côn trùng đen như mực. Xeo xeo, con côn trùng đen như mực run rẩy kịch liệt, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, kinh hãi quay người lại, ý đồ chạy trốn, nhưng Giang Thái Huyền làm sao có thể để cho nó như ý, một lực hút mạnh mẽ truyền ra, con côn trùng ngay lập tức bị hút vào trong lòng bàn tay. Chết tiệt, người lại có thể khắc chế tiểu bảo ư. Nữ tử xương đen sừng sốt, nhưng thủ hạ lại không chậm, đánh ra một trường giang thái huyền lại lần nữa đưa lòng bàn tay lên lại thúc giục thần lực bùm hai trưởng giao nhau bóng dáng của nữ tử xương đen liền chấn động một vệt máu đen chảy ra thân ảnh lung lay lùi về phía sau thần lực của ngươi lại không chịu ảnh hưởng bởi thôn thần lực sao giang thái huyền khẽ cao mày nhìn con côn trùng đen như mực một vòng thần lực bao phủ thu nó vào trong nhẫn không biết con côn trùng này có hấp thu thần lực hay không nếu giống như kỳ thạch lỡ làm hỏng sẽ trực tiếp nổ tung thì e là hắn không thể gánh vác nổi Vù vù, lúc này, xương đen lại lần nữa đánh tới, vẻ mặt của Giang Thái Huyền trở nên lạnh lùng, hắn đang muốn tóm lấy, thân ảnh của nữ tử xương đen này lại tiêu tán. Leng keng, lúc này, một thanh trường kiếm siêu siêu vẹo vẹo từ xa bay tới, đánh vào trong hư không, hư không vặn vẹo, nữ tử xương đen trực tiếp hiện thân, thanh trường kiếm cũng rơi xuống. Chàng chủ ca ca, người đang làm cái gì vậy? Tiểu hành thiên chạy tới với vẻ mặt tò mò nói, người đang chơi trò trốn tìm với vị đại tỷ tỷ này à? cái gì mà trốn tìm, nữ tử xương đen bối rối, sao người có thể phát hiện ra ta chứ? Giang Thái Huyền, thuật ngựa kiếm này của ngươi thật thần kỳ, ai đã dạy ngươi? xương đen lại quét qua, nữ tử lại lần nữa tiêu tán. Tiêu Hành Thiên với vẻ mặt bình tĩnh nói, tiểu ham ham, vị tỷ tỷ này trốn xong rồi, ngươi nhanh tìm tỷ ấy ra đi. Bùm, lại một thanh kiếm khác nhún nhảy bay ra, rất nhiều lần suýt chút nữa rơi xuống, nhưng vẫn đánh vào trong hư không, nữ tử xương đen lại xuất hiện. Trang chủ ca ca, ta đã giúp ngươi thắng trò trốn tìm rồi. Tiểu hàm hàm chạy tới, giống như giành công nhìn hắn. Nữ tử xương đen, chết tiệt, ta không trốn nữa được không? Hai tên nhóc các ngươi thật sự đủ rồi đó, ta luyện phương pháp trốn chạy nhiều năm như vậy, còn không thể giấu được hai đứa trẻ các ngươi sao? Khóe miệng giang thái huyền giật giật, người này đã tạo nghiệt lớn đến thế nào mới bị hai đứa con nít chặn đường? Nữ tử xương đen vẻ mặt sụp đổ, thanh kiếm siêu siêu vẹo vẹo kia làm sao đánh chúng nàng ta chứ? tại sao ta đã trốn trong hư không rồi tại sao ngươi vẫn có thể phát hiện ra ta tiểu hàm hàm thật lợi hại giang thái huyền xoa đầu tiểu lô ly và khen ngợi đương nhiên tiểu hàm hàm chính là trị đại của lớp bổ túc tiểu hàm hàm kiêu ngạo nói tiểu hàm hàm là người có nghĩa khí nhất tiểu hành thiên chạy tới và nói với vẻ đắc ý chàng chủ ca ca ngươi thấy ngự kiếm thuật mà bọn đệ luyện như thế nào không ra làm sao cả giang thái huyền nói thật ai đã dạy các đệ cái này sao các đệ lại chạy tới đây hành đạo ca ca dạy pháp ngửa kiếm mà huynh ấy nghiên cứu vẫn đang được hoàn thiện lớp bổ túc của bọn đệ tạm thời phân ra kiểm tra địa hình để thuận tiện cho các hành động sau này đây là những gì mà long hạo ca ca nói tiểu hàm hàm nói giang thái huyền gật đầu sau đó nhìn về phía nữ tử xương đen mặt không biểu cảm nói người còn chạy nữa không nữ tử xương đen ta làm sao mà chạy đây đã chạy hai lần rồi bị đánh ra hai lần còn cần đến lần thứ ba ư chạy ư một tiếng cười lạnh truyền đến một cái đầu chọc bóng loáng xuất hiện, áo cà sa cuốn qua, trực tiếp cuốn lấy nữ tử xương đen, đường tăng cầm hai viên đá tròn trong tay chạy tới, chàng chủ, đây là thứ ngươi cần. Ngươi cầm nó mà lại không sao ư, nữ tử xương đen kinh ngạc nhìn đường tăng, chứ chả lẽ lại bị cái gì. Đường tăng với vẻ mặt khinh thường nói, ngươi không biết phong bế thần lực của bản thân sao. Phương pháp căn bản cũng không biết hả, nữ tử xương đen bối rối, phương pháp căn bản, ta rốt cuộc đã gặp phải nhóm người gì vậy giang thái huyền nhận lấy viên đá trực tiếp cất đi đưa người đi chúng ta đi thôi giang thái huyền dắt tay hai đứa trẻ rời đi trước a di đà phật thí chủ không được phản kháng bằng không hai đồ đệ của bần tăng rất vui lòng trừng phạt ngươi đường tăng cười lạnh một tiếng trực tiếp đưa nữ tử xương đen theo cùng lớp bổ túc đã xây dựng một số ngôi nhà bằng đá đây là doanh trại của bọn họ cũng xây dựng phòng cho giang thái huyền và các thần ma để đám người tiểu hành thiên rời đi Giang Thái Huyền trực tiếp đưa nữ tử xương đen đi vào, vất tay lấy bản ghế ra, lãnh đạm nói tên của ngươi là gì. Nữ tử xương đen im lặng một lúc rồi nói cổ nặc. Tại sao lại xuất hiện ở chiến trường thần cương? Giang Thái Huyền lại nói, nữ tử xương đen liếc hắn một cái, không nói gì. Thôn thần tộc, lấy thần làm thức ăn, ngươi muốn tới, săn thần, sao? Giang Thái Huyền lạnh lùng chất vấn, ngươi lại biết thôn thần tộc ư, cổ nặc kinh ngạc nhìn hắn, ta còn biết, còn côn trùng này tên là thôn thần trùng, người nuôi nó sao? Giang Thái Huyền thờ ơ nói, nhưng mà, ta phát hiện ngươi không có loại năng lực thôn thần này. Cổ nặc kinh hãi, nàng ta dám chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên nàng ta gặp Giang Thái Huyền, hơn nữa thôn thần tộc luôn ẩn núp trong bóng tối, người này sao có thể biết được nhiều như vậy? Không cần kinh ngạc, cũng không cần phải quá sợ hãi. Giang Thái Huyền thờ ơ nói, ta chỉ là một thương nhân, nếu phối hợp, ta sẽ không giết người. Nếu phối hợp, cũng tức là nói, không phối hợp sẽ chết ư. Chương 1028. Loại năng lượng kém cỏi này, Cổ nặc thở dài trong lòng, ta chỉ là một thành viên của thôn thần tộc, nhưng thôn thần tộc không phải lấy thần làm thức ăn, chỉ là vì được biết tới bởi khả năng thôn tính thần lực của thôn thần trùng, người muốn biết cái gì? Tất cả thông tin của thôn thần tộc, ta đều muốn biết. Giang Thái Huyền nói, thôn thần tộc đã tồn tại từ xa xưa, thôn thần trùng chính là thánh vật mỗi một thành viên của thôn thần tộc sau khi trở thành thần nhân đều sẽ lựa chọn một thánh vật làm bạn đồng hành cổ nặc nói nói như vậy có rất nhiều thôn thần trùng sao giang thái huyền cao mày loại côn trùng có thể thôn tính thần lực một khi lan tràn thần giới sẽ sụp đổ ta không biết ta từ nhỏ đã sinh ra ở thần giới không biết đất tộc ở nơi nào lần này đến chiến trường thần cương cũng là đến cùng với ba thành viên cổ nặc giống như nói thật lại nói thêm một câu ta không biết vị trí của bọn họ Giang Thái Huyền gật đầu, người tới đây là để săn thần mình ư. Không, ta chỉ muốn một ít thần lực để bồi dưỡng tiểu bảo. Cổ nặc nhún vai nói, ta không đả thương bất kỳ vị thần nào cả, ta chỉ cần một chút thần lực, không có thần lực duy trì, tiểu bảo sẽ càng ngày càng yếu ớt cho đến khi chết đi. Giang Thái Huyền trở tay lấy thôn thần trùng ra, sau đó lại lấy ra hai viên đá, viên đá này dùng để tích trữ thần lực sao? Đúng vậy, sau khi tiểu bảo để lại một chút thôn thần lực, có thể hấp thụ thần lực tích trữ, sau đó từ từ thôn tính để sử dụng cổ nặc nói ngoao wow, wow, ngoao thôn thần trùng vừa xuất hiện liền phát ra tiếng kêu quái dị đôi mắt to bằng hạt đậu xanh nhìn cổ nặc với vẻ đáng thương tiểu bảo cổ nặc tâm trạng vui mừng định nhảy bổ về phía tiểu bảo nhưng lại bị chiếc áo cà sa quấn lại không thể cử động được thần lực trong này có thể rút ra để cho những vị thần khác hấp thu không giang thái huyền hỏi để cho những vị thần khác hấp thu ư cổ nặc sững sờ vẻ mặt bối rối nói ta không biết Vật nhỏ này không thể nói chuyện được sao?" Giang Thái Huyền nhìn tiểu bảo rồi ném lên bàn, cổ nặc nói: "Thôn thần trùng ít nhất phải là thần linh mới có thể nói được. Hiện tại nó cũng là thần nhân đỉnh phong rồi." Giang Thái Huyền lãnh đạm nói: "Đúng vậy, tiểu bảo chỉ cần có đủ thần lực thì có thể tiến hóa, lần này ta đến chiến trường thần cương chính là muốn để tiểu bảo tiến hóa thành thần linh." Cổ nặc giải thích, "Hai viên đá này cũng là ngươi để lại sao?" Giang Thái Huyền hỏi, "Không phải, ta vừa mới tới không lâu." có lẽ là những người còn lại của thôn thần tộc để lại, cũng có thể là di sản của trận chiến thần cương lần trước. Cổ nặc liếc nhìn tiểu bảo, tiểu bảo rất nhân tính hóa quay đầu lại. Giang Thái Huyền gật đầu, người có thể hấp thu thần lực trong này không? Tiểu bảo gật đầu, vậy được, hai viên đá này cho người đột phá thần linh. Giang Thái Huyền nghĩ ngợi trong lòng một lát rồi trực tiếp ném tiểu bảo cùng mấy viên đá ra, thờ ơ nói cho người thời gian một ngày. Ngoao, wow, wow, ngoao, tiểu bảo phấn khích nhìn hai viên đá, sau đó nằm sấp trên viên đá giống như ấp trứng, sau đó bắt đầu hấp thu thần lực của viên đá. Giang Thái Huyền lạnh lùng nhìn, hình như hắn đã tìm được một con đường phát tài, tự chế thần thạch. Nếu như có thể như vậy, thôn thần trùng chế tạo viên đá, thần lực hút vào lấy ra, chính là một viên thần thạch chứa đựng thần lực. Nhưng còn có một khuyết điểm, những thần lực này đều là do người khác tu luyện ra, trong đó ẩn chứa khí thức của thần, người ngoài không thể sử dụng, hơn nữa phẩm chất không giống nhau, không phải nguyên thần khí thuần túy, các vị thần khác cũng thể nào hấp thu được. Loại này, tương đương với một đan điền tích trữ rất nhiều loại thần lực, đạo tràng không nhận nó, trừ khi là nguyên thần khí thuần túy hoặc là khí thức của thần trong thần lực bị vứt bỏ mới được. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn quan sát, về phần nó có thể cải tạo thành thứ gì đó tương tự như nguyên tinh phàm gian hay không thì vẫn phải thử, bây giờ trước tiên cứ để con trùng này trở thành thần rồi mới dễ nói chuyện. Thôn thần trùng đạt đến cảnh giới thần linh mới có thể tự nhiên khống chế sức mạnh của thôn thần, nếu không, sự cám dỗ của thần lực sẽ khiến chúng không thể dừng lại được mà hút cạn một vị thần. Cổ nặc nhìn tiểu bảo hấp thu thần lực, chậm rãi nói. Giang Thái Huyền gật đầu, ừ, nhưng vẫn còn có chút linh trí, nếu như phù hợp với cách nghĩ của bản chàng chủ thì có thể bồi dưỡng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì với tiểu bảo? Cổ nặc cảnh giác nói, nàng ta biết quá ít về Giang Thái Huyền. Ngươi không phải muốn lợi dụng tiểu bảo để hút cạn thần lực của kẻ thù, khuấy động để thần giới đại loạn chứ. Nếu là như vậy, cổ nặc ta cho dù có chết, cũng sẽ không để tiểu bảo giúp ngươi. Suy nghĩ kém cỏi, luôn luôn tự cho mình là đúng. Giang Thái Huyền khinh thường nói, thần lực có cái gì tốt mà hấp thu, loại năng lượng kém cỏi này. Cổ nặc, thần lực có cái gì tốt mà hấp thu, loại năng lượng kém cỏi này. Cổ nặc sướng sờ, trên thế gian này, không lẽ còn có năng lượng nào cao cấp hơn cả thần lực sao? Ngươi sẽ biết ngay thôi. Giang Thái Huyền nhìn tiểu bảo, ngồi xổm xuống quan sát kỹ càng, chú ý đến những thay đổi của nó. Cùng với việc hấp thu thần lực, khí thế của thôn thần trùng tiểu bảo càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đã đột phá cực hạn của thần nhân, bước vào cảnh giới thần linh, vẫn còn đang thăng cấp. Ầm ầm, trên trời sấm sét cuồn cuộn, Lôi Kiếp ập đến, một trường lực cường đại nghịch thiên nổi lên, Lôi Kiếp vừa ngưng tụ ngay lập tức tản mát ra, trực tiếp bị đánh tan. Cổ nạc, ta rốt cuộc đã gặp phải ai vậy? Ta chỉ đến để hấp thụ một chút thần lực, lại gặp được một lão quái vật ư? Lôi Kiếp cũng bị đánh tan rồi, loại chuyện này trước đây còn chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là thần đế trí cao vô thượng sao? chương 1029, không cần cứu ta nữa, cổ nặc kinh hãi, đây không phải chiến trường thần cương sao? Còn thiên thần đâu, người trực tiếp phái thần đế ra mặt ư? Muốn chơi trội không làm theo bình thường hả? Phía các ngươi không định để cho đối phương sống sót sao? Nhìn thấy vẻ mặt sướng sờ của cổ nặc, giang thái huyền thở ơ, lúc này tiểu bảo đã biến hóa rồi, vô số thần lực tuôn ra, ánh sáng vàng dày đặc quấn lấy nó giống như một cái kén. Tiểu bảo đã tiến hóa rồi, cổ nặc kinh ngạc vui mừng nói, kén vàng run lên, thần lực tuôn trào, một luồng khí thức kỳ dị phóng ra, thần ma tổ kinh chấn động càng lúc càng mãnh liệt, giang thái huyền mấy lần không kìm được suýt chút nữa chấn động chết tiểu bảo, lấy thôn thần lực của nó. Không sai, năng lượng kỳ dị được hấp thụ lúc đầu chính là thôn thần lực. Giang Thái Huyền không thể nào hiểu được, thần ma tổ kinh này tại sao lại yêu thích thôn thần lực đến vậy thôn thần tộc, rất ít người biết tới nó sao? Giang Thái Huyền đột nhiên hỏi, cổ nặc gật đầu, thôn thần tộc có lịch sử lâu đời, ta thân là một thành viên trong đó cũng không rõ lắm, chứ đừng nói đến người ngoài, thậm chí, bọn ta đến từ nơi nào, tương lai đi đâu, bản thân bọn ta còn không rõ. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, không hỏi thêm nhiều nữa, tiếp tục quan sát sự tiến hóa của tiểu bảo. Vo ve, lúc này kén vàng run lên, kén vàng do thần lực ngưng tụ đang dần mở nhạt, một đôi cánh trong suốt xuất hiện, con trùng đen như mực biến thành trắng đen xen lẫn, sừng nhọn lưu chuyển khí thức thần bí, thân hình không lớn lên, vẫn nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt vẫn to bằng hạt đậu xanh. Cổ, nặc, giọng nói non nớt vang lên, vẫn có chút nói chuyện không được tốt lắm, đôi mắt nhỏ nhắn màu đen của tiểu bảo nhìn chằm chằm vào cổ nặc, vẻ mặt vui mừng. Tiểu bảo, cổ nặc vội vàng nói, rất muốn đến ôm nó, nhưng đáng tiếc áo cả xa vẫn ở đó. Đường tăng, gỡ nó ra, giang thái huyền xua tay, đường tăng phất tay, thu áo cà sa lại, trả tự do cho cổ nặc. Nhóc con, lại đây. Giang Thái Huyền nhẹ nhàng giơ tay lên, không có chút thần lực dao động. Tiểu Bảo run lên, sợ hãi liếc nhìn Giang Thái Huyền, sau đó nhìn cổ nặc với vẻ cầu khẩn, không nhận được sự giúp đỡ, nó chỉ có thể vỗ cánh bay vào lòng bàn tay của Giang Thái Huyền, cuộn tròn lại run lẩy bẩy. Người có thể thôn tính thần lực, vậy liệu có thể để thần lực chuyển hóa thành thần nguyên khí thuần túy không? Giang Thái Huyền lãnh đạm hỏi, có, thể, nhưng, rất khó, khăn, tiểu bảo nói một cách đứt quáng, vẫn còn sợ hãi con người lại. Có thể thì được rồi, người có thể hấp thu hỗn độn khí này không? Một tay khác của Giang Thái Huyền lấy ra hỗn độn khí. Hỗn, độn, khí, tiểu bảo trợn tròn mắt nhìn hỗn độn khí, miệng chảy nước bọt, đôi mắt nhỏ tràn đầy khát vọng, nhưng nó lại không nhảy bổ tới. Tiến hóa đến cấp độ thần linh, nó có thể kiềm chế ham muốn của bản thân, nếu vẫn ở cấp độ thần nhân, sợ rằng đã bất chấp nguy hiểm, trực tiếp nhảy bổ tới đây là cái gì tiểu bảo rất muốn sao cổ nạc kinh ngạc sau đó liếc nhìn hỗn độn khí thần lực trong cơ thể sôi sục khát vọng có được hỗn độn khí đồng thời còn có một cỗ áp chế cực lớn đây là năng lượng còn cao cấp hơn cả thần lực giang thái huyền nói tiểu bảo thân là thôn thần trùng sao có thể hấp thụ loại thần lực cấp thấp đó có được hỗn độn khí có thể khiến nó tiến hóa càng tốt hơn người nói có đúng không tiểu bảo ực ừ, tiểu bảo rất không tiết tháo nuốt nước, nước bọt gật đầu liên liệm vậy ngươi có thể cho tiểu bảo hỗn độn khí không cổ nặc thấp thỏm hỏi nàng ta cũng biết không thích hợp nhưng hỗn độn khí quan trọng như vậy nàng ta hy vọng có thể giúp tiểu bảo lấy được đương nhiên có thể nhưng cần phải trả tiền giang thái huyền thu hỗn độn khí lại rồi nói ta là một doanh nhân hỗn độn khí cũng chỉ là một loại thương phẩm giao dịch chỉ cần ngươi có thể lấy ra thứ gì đó có giá trị thì có thể mua được hỗn độn khí thứ có giá trị ư cổ nặc giật mình lo lắng nói hỗn độn khí này quý giá chắc chắn phải là thứ có giá trị phi phàm mới có thể đổi được đúng không nếu ngươi cho rằng một cây dược liệu thần nhân cũng coi như là có giá trị phi phàm thì chính là như vậy giang thái huyền nói một cây dược liệu thần nhân cổ nặc sướng sờ không thể nào tin nổi nói ngươi nói một cây dược liệu thần nhân thì có thể đổi được hỗn độn khí sao đúng vậy một cây dược liệu thần nhân thì có thể đổi một luồng hỗn độn khí giang thái huyền nói thứ ta lấy ra vừa rồi chính là một luồng uẹ uẹ ngươi đang làm cái gì vậy giang thái huyền đen mặt nhìn tiểu bảo khi không ngươi nôn khan làm cái gì nó đang thử xem liệu có thể nôn ra những dược liệu mà nó đã ăn hay không cổ nặc khẽ nói vẻ mặt của giang thái huyền lập tức khựng lại ngươi sớm đã tiêu hóa hết rồi cho dù chưa tiêu hóa thứ mà ngươi nôn ra ai cần chứ nào dạy cho ngươi một cách để kiếm được thứ có giá trị giang thái huyền nói cách gì tiểu bảo và cổ nặc đồng thời nhìn hắn hai viên đá trước đó còn dùng được không Giang Thái Huyền nói, được, Tiểu Bảo nói, một trong số đó bên trong còn có thần lực, ta chưa hấp thu xong. Vậy được, người chuyển hóa thần lực thành thần nguyên khí thuần túy, có thể làm được chứ? Giang Thái Huyền nói, không, không thể, Tiểu Bảo hoảng sợ, vẻ mặt chua xót nói, tốn sức lắm. Người có còn muốn hỗn độn khí nữa không? Giang Thái Huyền lập tức dụ dỗ, nhìn Tiểu Bảo chỉ to bằng lòng bàn tay, thấp giọng nói, không chỉ là hỗn độn khí, còn có rất nhiều thứ tốt, hỗn độn đan, ánh sáng pháp tắc gì đó, cổ nặc cũng cần. Vậy, vậy để ta thử xem, vừa đề cập đến hỗn độn khí, tiểu bảo rất không có tiền đồ chảy nước bọt, sau đó nằm lên trên viên đá bắt đầu cọ sát. Người đang làm cái gì vậy? Cổ nặc sướng sờ, cọ đi cọ lại thì có thể thay đổi sao? Ánh mắt của Giang Thái huyền ngưng tụ lại, bên tai truyền đến giọng nói của Vân Tiêu, nó đang làm tiêu mòn thần tính trong thần lực, giữ lại thần lực thuần túy. Trước đó chính là Vân Tiêu đã ra tay đánh vỡ lôi kiếp, nàng cũng rất tò mò về tiểu bảo. Hừ, Hừ, tiểu bảo lẩm bẩm, không ngừng trà sát vào viên đá, làm tiêu tan thần tính, nỗ lực vì hỗn độn khí. Oa, wow, thật là một vật nhỏ dễ thương, một bàn tay nhỏ bé đưa ra, túm lấy đôi cánh nhỏ trong suốt, trực tiếp nâng tiểu bảo lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn nó, sau này, ngươi sẽ là của tiểu Hàm Hàm ta. Giang Thái Huyền, Vân Tiêu, lẽ ra ta không nên gọi ngươi qua đây, tại sao tiểu Hàm Hàm lại chạy đến đây? Hỗn độn khí của ta. Tiểu bảo vùng vẫy, nó nhìn hai viên đá vặn vẹo người một cách kịch liệt, buông ta ra, cổ nặc, mau cứu ta. Làm ơn buông ra, ngươi muốn hỗn độn khí ư, ta có, tiểu hàm hàm lấy ra một tia hỗn độn khí, cười híp mắt nhìn nó. Cổ nặc, ngươi không cần tới cứu ta nữa, cổ nặc, chết tiệt, cái tên không tiết tháo nhà ngươi, nhanh như vậy đã tạo phản rồi sao. Trường 1030, tính toán mới, tiểu hàm hàm, đây là thú cưng mới của ngươi sao? Tiểu hành thiên tò mò hỏi, ừ, ừ, ta là thú cưng mới. Tiểu bảo nhìn hỗn độn khí trực tiếp chảy nước bọt, cũng không ngọ ngoại nữa, gật đầu liên lịa. Xong rồi, cổ nặc sắp khóc rồi, ta đối với người tốt như vậy, người cũng chưa bao giờ nghe lời như vậy với ta, nói ngươi là thú cưng, ngươi còn gắt với ta, bây giờ lại không biết xấu hổ chạy theo người khác. Vừa rồi ngươi làm cái gì vậy? Ấp trứng sao? Tiểu hành thiên tò mò nhìn viên đá, nó cũng biết viên đá này, lần trước cha nó lấy ra, nó và tiểu hàm hàm đã từng nhìn thấy. Đương nhiên là không, ta vẫn còn nhỏ mà. Tiểu bảo vội vàng giải thích, y nói với ta, làm xong việc sẽ cho ta hỗn độn khí. Chàng chủ, người bảo nó làm cái gì vậy? Đế tinh bước tới, bối rối hỏi, hắn biết chắc chàng chủ sẽ không thể nhàn rỗi không có việc gì làm mà lại ngồi xem cái con này chơi đùa. Chuyển hóa thần nguyên khí, Giang Thái Huyền lãnh đạm nói, nó có thể chuyển hóa thần lực thành thần nguyên khí. Chuyện này có cái gì đó? Không đúng, thần lực chuyển hóa thành thần nguyên khí sao? ta có thể lý giải là tích chữ thần nguyên khí không? Đế tinh kinh hãi, thần dược, thần đan chứa rất rất nhiều thần nguyên khí, nếu như vật nhỏ này có thể chuyển hóa, vậy chẳng phải có nghĩa là một thứ đại loại như thần đan sao? Cơ hội kinh doanh, đôi mắt của đế tinh sáng lên, con này mua ở đâu vậy, bao nhiêu ta cũng mua. Cổ nạc, thôn thần trùng không phải thứ có thể mua được, tên khốn. Một tia, không đúng, năm tia, cũng không nhiều, rất nhiều hỗn độn khí mới có thể mua được ta. Tiểu bảo lầm bẩm nói, trong lòng cổ nặc hiện tại muốn bóp chết nó, người nóng lòng bán thân như vậy sao? Người đặt người làm chủ nhân như ta ở đâu chứ? Tiểu hàm hàm, trước tiên để nó chuyển hóa đi. Đế tinh nói, tiểu lô ly suy nghĩ một chút rồi nói, người ấp trứng trước đi, sau khi nở ra sẽ cho người hỗn độn khí. Được rồi, ta sẽ ấp trứng. Tiểu bảo rất nghe lời, tiếp tục cọ sát, không phải ấp trứng, tên khốn, chẳng phải người còn nhỏ à. Cổ nặc cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, tiểu bảo của mình quá không có sĩ diệt, chỉ cần cho hỗn độn khí, bảo nó làm cái gì thì làm cái đó, sự kiêu ngạo của thôn thần trùng ngươi đâu. Một đám người vây quanh, xem tiểu bảo đang cọ sát, sau nửa canh giờ cọ sát, tiểu bảo cuối cùng cũng từ trên viên đá bước xuống, nằm sấp trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Nghèo rồi hả, khóe miệng của đế tinh giật giật, vô dụng như vậy, mới có một viên đá đã mệt như vậy sao? Cho người hỗn độn khí, tiểu hàm hàm rất giữ lời hứa, đưa hỗn độn khí cho tiểu bảo. Tiểu bảo hoạch một cái hút hết hỗn độn khí, lúc này mới thôi sùi bọt mép nhưng vẫn còn hơi uể oải nó nằm lăn ra đất không muốn nhúc nhích giang thái huyền cầm viên đá lên quét hình một lượt tinh thần tinh cấp thần nhân do thôn thần trùng chuyển hóa có giá trị một vạn nguyên điểm thần ma không sai một vạn giang thái huyền nói cấp thần nhân có thể bởi vì thần nguyên khí bên trong quá ít trước đó tiểu bảo đã hấp thu và đột phá rồi thì ra là như vậy nhưng mà một viên thần tinh cấp thần nhân đã mệt thành như vậy có hơi vô dụng đế tinh cao mày nói không thể nói như vậy, phẩm chất của thần lực bên trong quá cao. Giang Thái Huyền nói, thần lực trước đó tuyệt đối không phải là cấp thần nhân, có thể là thần linh, chân thần, thiên thần, phẩm chất như thế, có thể chuyển hóa được đã là tốt lắm rồi. Vậy có thể thử xem, nếu như có thể dễ dàng chuyển hóa cấp thần nhân, thì cũng phát tài rồi. Đế Tinh nói, chàng chủ ca ca, tiểu bảo sẽ không sao chứ. Tiểu hành thiên lo lắng nhìn tiểu bảo đang nằm bất động trên mặt đất. Chưa chết được đâu, Giang Thái Huyền liếc nhìn tiểu bảo, lạnh lùng nói, ngươi còn giả chết, có tin ta khiến ngươi chết thật không? Tiểu bảo lập tức bay lên, với vẻ đáng thương nhìn hắn, ta chỉ là mệt mỏi quá thôi. Thêm một tia hỗn độn khí nữa, khí sắc của tiểu bảo đã tốt lên rất nhiều, trạng thái cũng tốt hơn so với trước. Viên này đã không còn thần lực nữa, nhưng mà vẫn có thể sử dụng, năng lượng nuốt chửng bên trong vẫn còn. Giang Thái Huyền nói, trang chủ, tìm người hút thử xem, đế tinh cân nhắc rồi nói, tùy ngươi, ta đã có đáp án rồi, viên đá này ngươi muốn thì cứ lấy đi đi, nhưng mà, chú ý phong tỏa sức mạnh, đừng để bị hút cạn. Giang Thái Huyền nói, hỗn độn khí của ta, đôi mắt nhỏ nhắn của tiểu bảo mở to nhìn chầm chầm vào Giang Thái Huyền. Viên đá đó vốn là của ta, ngươi còn muốn hỗn độn khí sao? Giang Thái Huyền bĩu môi, hoàn toàn không có ý định cho nó, ta chỉ là đang dạy dỗ ngươi cách lấy được hỗn độn khí. Tiểu bảo, quay lại, cổ nặc tức giận thờ hồn hển nói, ta luôn không nói gì, người thật sự coi như không có người chủ nhân này sao? Tiểu bảo lướt nhìn tiểu hàm hàm, cuối cùng cũng trở lại tay của cổ nặc, nằm yên không nhúc nhích. Tiểu bảo, người có đồng loại không? Đế tinh hỏi, có, tiểu bảo bối rối nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy. Vậy đang ở đâu, có thể đưa bọn ta đến đó không? Đế tinh tiếp tục hỏi, nếu như có thể để bọn ta kết bạn với đồng loại của ngươi, bọn ta sẽ cho ngươi hỗn độn khí. Ta cũng muốn có một tiểu bảo, tiểu hành thiên nói, khóe mắt của Cổ Nặc giật giật, làm sao ta có thể không nhìn ra được, các người đang có âm mưu gì, muốn lợi dụng thôn thần trùng để có được hỗn độn khí hư. Bọn ta cũng không biết bọn họ đang ở đâu, chiến trường thần cương rất lớn, sau khi tiến vào thì cũng không có liên lạc nữa. Cổ Nặc nói, không sao, chúng ta có thể đi tìm. Đế Tinh nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn nguyện ý bỏ ra một ít thời gian để đi tìm thôn thần trùng. Nếu như có thể nuôi dưỡng số lượng lớn thôn thần trùng, hoặc là gia tăng tốc độ chuyển hóa thì đây chính là một núi vàng, về phần thần lực, thần giới thiếu thần lực sao? Ở thần giới có vô số thần nhân, một người truyền vào một chút thần lực thì cũng nhiều rồi, đặc biệt là người cha thành chủ của tiểu hành thiên, phủ thành chủ có nhiều người như vậy, nếu như lợi dụng thì e rằng không đủ thôn thần trùng để dùng. Chương 1031, chế tạo thôn thần thạch, ầm ầm, lúc này, bầu trời chấn động, một luồng ánh sáng vàng nổ vang trời, trời đất rung chuyển, khói báo động cuồn cuộn, đất đá vỡ vụn giọng nói của huyết thiên quân từ xa xa chuyển đến trận chiến thần cương chính thức bắt đầu các thần minh ba thành nâng chiến kiếm lên nghiền nát kẻ thù trận chiến thần cương cuối cùng cũng bắt đầu rồi ư giang thái huyền lẩm bẩm đế tinh lại tìm cổ nặc hỏi thêm vài câu chỉ cần tay không chạm vào viên đá để hút thần lực viên đá sẽ không hấp thu quá điên cuồng mà chỉ có thể hấp thu thần lực ở gần để tiểu bảo tạo ra nhiều viên đá loại này hơn một chút đế tinh nói không được Việc chế tạo thôn thần thạch này cần sức mạnh thôn thần, tiểu bảo mới ở cảnh giới thần linh, chỉ có thể chuyển hóa 10 viên một lần." Cổ nặc nói, "Hỗn độn khí, hai tia." Đế Tinh lãnh đạm nói, "Không làm." Tiểu Bảo mím môi, mặc dù hỗn độn khí rất mạnh mẽ, nhưng một tia chỉ có thể miễn cưỡng bù đắp cho năng lượng tiêu hao của ta. "Ba tia." Đế Tinh lại nói, "Nếu như ngươi chuyển hóa thôn thần thạch đã hấp thu thần lực, ba viên một tia. Bắt buộc phải là thần lực của chân thần trở xuống, hơn nữa chỉ được chuyển hóa một loại thuần chất." nếu như quá nhiều, thì chỉ có thể dùng thần lực của thần nhân. Tiểu bảo nói, không thành vấn đề, bây giờ chế tạo đi, ánh mắt của đế tinh lóe lên, có thể chế tác bao nhiêu thì chế tác bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Người cần nhiều thôn thần thạch như vậy làm cái gì? Không lẽ người muốn hút hết tất cả vị thần sao? Cổ nặc kinh hãi nhìn hắn, người có thể lý giải như vậy. Đế tinh cười nói, đây là chiến tranh, không phải bọn ta chết thì là bọn chúng chết. Mỗi một viên thôn thần thạch đều có giới hạn, ví dụ, cái của tiểu bảo tạo ra chỉ có thể chịu được 10 cú đánh toàn lực của một vị chân thần. Nếu như xuất hiện thiên thần sẽ trực tiếp phát nổ, thần lực được tích trữ bên trong cũng sẽ nổ tung. Cổ Nặc nói lại, "Được, mất bao lâu để chế tạo ra thôn thần thạch?" Đế Tinh lại hỏi, "Xong ngay đây, ngươi chuẩn bị sẵn hỗn độn khí đi." Tiểu Bảo nằm trên mặt đất, tìm được 10 viên đá, gặp một hồi, rồi nôn ra một luồng khí màu đen, tiến thẳng vào trong viên đá, một viên đá kỳ dị đã được tạo ra. Đế Tinh hơi sừng sốt tốc độ chuyển hóa thôn thần thạch này hình như hơi nhanh quá rồi nhỉ. Tiểu hành thiên, có bao nhiêu người trong lớp bổ túc đến đây? Đế tinh nhìn tiểu hành thiên nói, 10 người, tiểu hành thiên nói tính cả ta và tiểu hàm hàm. Ừ, ta sẽ dạy các người một chiêu bí mật để phong tỏa thần lực của bản thân không để lộ ra ngoài, nhất định phải học được. Đế tinh nói, được được, đế tinh ca ca, tiểu hành thiên vội vàng nói, tiểu hàm hàm cũng hứa, nhìn tiểu bảo, sau đó lại nhìn cổ nặc ghen tỷ cực ta muốn một tiểu bảo. Tiểu bảo đã có chủ nhân rồi, nhưng mà, chúng ta có thể tìm một tiểu bảo khác. Đế tinh nói, tìm một tiểu bảo khác, tiểu hàm hàm chấp đôi mắt to tròn đầy mong đợi nhìn đế tinh, đế tinh ca ca, người biết nơi nào có đồng loại của tiểu bảo sao. Trên chiến trường này, chúng ta cứ từ từ mà tìm thì có thể tìm được. Đế tinh cười nói, tiểu hàm hàm thông minh như vậy, nhất định có thể tìm được. Ừm, tiểu hàm hàm siết chặt nắm đấm nhỏ bé với vẻ mặt kiên định. Mười viên thôn thần thạch, đưa hỗn độn khí, khóe miệng của tiểu bảo lại bắt đầu sủi bọt trắng. Đế tinh vội vàng lấy ra một tia hỗn độn khí cho nó, cho ngươi, đừng để mệt chết. Tiểu bảo vội vàng nuốt chừng hỗn độn khí, lúc này đã tốt lên rất nhiều, sau đó lại tha thiết mong chờ nhìn hắn, ngươi vừa nói, ba viên một tia, còn mười viên. Ta nói sau khi chuyển hóa, đế tinh lãnh đạm nói, ngươi vẫn chưa chuyển hóa, chỉ mới chế tạo ra. Vậy được, vậy ta làm thêm mười viên nữa, nhớ tìm ta chuyển hóa. Tiểu bảo vì hỗn độn khí, hoàn toàn không quan tâm bản thân có mệt hay không, lại lần nữa nôn ra thôn thần lực, chế tạo thôn thần thạch. Chế tạo thôn thần thạch nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng cần thôn thần lực mới được, tiểu bảo chỉ là thần linh đỉnh phong, mỗi lần chế tạo 10 viên đã là cực hạt, mặc dù lúc này có hỗn độn khí hỗ trợ, nhưng làm tiếp 20 viên đá vẫn sủi bọt mép và mệt mỏi nằm sấp xuống đất, cho dù là hỗn độn khí cũng không được. Nhìn tiểu bảo mệt mỏi nằm sấp, cổ nặc rất đau lòng, nhưng đây là sự lựa chọn của bản thân tiểu bảo, vì hỗn độn khí, nó đúng là liều mạng. Tiểu bảo, cổ nặc đỡ tiểu bảo lên với vẻ quan tâm, sợ rằng nó sẽ chết mất. Hỗn độn khí, hỗn độn khí của ta, cổ nặc tức giận nói, đã lúc nào rồi, người còn nghĩ đến hỗn độn khí. Được rồi, gọi tất cả người của lớp bổ túc các đệ đến đây hết đi. Đế tinh nói, tiểu hành thiên vội vàng gửi tin nhắn, không lâu sau, tám đứa trẻ cùng nhau đến, trực tiếp tìm tới tiểu hàm hàm và tiểu hành thiên nói, đại tỷ đại và đại ca đại, tìm bọn ta có chuyện gì vậy. Chết tiệt, sương hô cái gì vậy? Khóe miệng của Giang Thái Huyền giật giật, "Đại tỷ đại, đại ca đại. Các ngươi cho rằng là gọi điện thoại à? Sao, sao, đại ca đại, tên nhà khai thác điện thoại di động lớn nhất Đài Loan. Là ta bảo bọn họ gọi các ngươi đến đây." Đế Tinh nói, "Tiếp theo đây, ta sẽ dạy cho các ngươi một chiêu bí mật để phong tỏa thần lực của bản thân không lộ ra ngoài." "Cái này có tác dụng gì chứ?" Bọn trẻ thắc mắc, "Đế Tinh ca ca bảo các ngươi học, các ngươi cứ học, muốn bị đánh sao?" Tiểu hàm hàm vung nắm đấm nhỏ lên, ý bảo nếu không đồng ý sẽ treo lên đánh. Đại tỷ đại bất giận, bọn ta học, đứa trẻ vội vàng nói. Đối mặt với tiểu hàm hàm, bọn nó thật sự không dám khiêu khích, thân phận cao quý, một thân thần trang, còn không nói đạo lý như vậy, ai khiêu khích thì người đó gặp xui xẻo. chương 1032, lớp bổ túc xuất trận, đế tinh giải thích bí pháp, truyền thuộc Việt học, cầm tay chỉ dẫn giảng dạy cho bọn chúng. Nhận thức của những đứa trẻ này đều không tồi, rất nhanh chóng học được. Đế tinh mỉm cười nói, tiếp theo đây, chính là lúc các người kiến công lập nghiệp. Kiến công lập nghiệp, đạo sư bảo bọn ta lên chiến trường ư. Đám trẻ kinh hãi nói, bọn ta chỉ là trẻ con, đến đây nhìn cảnh đời là được rồi, thật sự lên sao. Yên tâm, đây không phải là thần khí chuẩn bị cho các ngươi sao. Đế tinh cười nói, nhìn xem 20 viên đá này, mỗi người hai viên, giấu chúng cẩn thận, nhớ kỹ, khi cầm viên đá, không được để lộ thần lực ra ngoài, ngay cả khi đối phương dùng thần lực đánh các ngươi cũng không được. Hả, sắc mặt của đám trẻ thoát cái đã tái nhợt, đạo sư, nếu là như vậy, không phải bọn ta sẽ chết chắc sao? Không đâu, đế tinh cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, yên tuyết hàn, người tới tấn công tiểu hành thiên một chút đi. Yên tuyết hàn liếc hắn một cái với vẻ kỳ quái, sau đó lại nhìn tiểu hành thiên đang vô cùng tự tin, trực tiếp đánh một trường. Tiểu hành thiên dơ cao viên đá, mặc cho thần lực bao phủ. Vù vù, mắt nhìn thấy thần lực sắp sửa đánh vào tiểu hành thiên, viên đá khẽ run lên. trưởng lực tập trung thần lực ngay lập tức ngưng tụ thành một thể, xông thẳng vào trong viên đá, không chút dò gì, càng không gây tổn thương chút nào cho tiểu hành thiên. ơ, ờ, yên tuyết hàn kinh ngạc nhìn viên đá kia, những đứa trẻ khác cũng ngẩn ra, sững sờ nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc vô cùng. đây chính là thần khí chuẩn bị cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không chiến đấu với chân thần, thì thần linh, thần nhân đều không thể làm tổn thương các ngươi, trừ phi là sức mạnh khí lực thuần túy. Đế Tinh nói: "Tốt quá rồi, nói như vậy, bọn ta hoàn toàn bất khả chiến bại chỉ dưới chân thần." Bọn trẻ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, bọn chúng hoàn toàn có thể tung hoành bất khả chiến bại. Về phần chân thần trở lên, có bọn ta xử lý." Đế Tinh nói: "Vâng, đạo sư." Tám đứa trẻ rất phấn khích, đây chính là tiết tấu lập chiến công vô thượng. "Đi, chúng ta xuất phát." Tiểu Hành Thiên nói, tay cầm hai viên đá, mười đứa trẻ một đội rời đi, Đế Tinh vội vàng đi theo, Vân Tiêu ẩn núp trong bóng tối. Cổ nặc, người chắc là có cách để không bị thôn thần lực ảnh hưởng chứ. Sau khi mọi người rời đi, Giang Thái Huyền nhìn cổ nặc hỏi. Cổ nặc giật mình, rơi vào im lặng, gia tộc của nàng ta là đồng bọn với thôn thần trùng, lại không sở hữu sức mạnh thôn thần, chắc chắn là có cách để không bị ảnh hưởng, nhưng phương pháp này lại là bí mật của thôn thần tộc, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Một khi truyền ra, tất cả mọi người đều có thể né tránh thôn thần lực, vậy thì thôn thần trùng không thể hấp thu được thần lực, cuối cùng chỉ có một con đường chết không nói cũng được, đây là bí mật của ngươi, tiểu bảo sẽ là cây dụng tiền lớn nhất của ngươi. Giang Thái Huyền thờ ơ nói, cây dụng tiền sao, cổ nặc bối rối, ngươi sẽ sớm biết thôi, chúng ta cùng nhau đi xem thử chứ. Giang Thái Huyền mời, xem cái gì, cổ nặc thắc mắc, chiến tranh, lớp bổ túc tiến đánh. Giang Thái Huyền cười nhẹ một tiếng, ngự không bay lên, một tia thần lực chấn động, tiểu bảo lại lần nữa sùi bọt mép, kinh hãi co rụt người lại, không dám nhìn Giang Thái Huyền. Xin lỗi, dọa ngươi sợ rồi giang thái huyền lắc đầu lập tức nói ta muốn thôn thần lực ngươi có biết nó có nhiều ở đâu không ta không muốn lấy nó từ trên người ngươi tộc địa tiểu bảo vội vàng nói đất tộc của ngươi ở đâu giang thái huyền truy hỏi không biết ta không nhớ sau khi ta tiến hóa trong đầu có rất nhiều thông tin nhưng ta chưa làm rõ toàn bộ đợi ta làm rõ rồi có lẽ sẽ có đáp án tiểu bảo lắc đầu nói nhưng ta biết trong đất tộc tràn ngập thôn thần lực bất cứ thần nào đi vào cũng chỉ có một con đường chết, đương nhiên, ngươi là ngoại lệ. Giang Thái Huyền không nói thêm nữa, hắn đưa cổ nặc cùng nhau bay lên trời cao, nhìn 10 đứa trẻ của lớp bổ túc làm ẩm ý, hắn cũng muốn xem thử, những đứa trẻ này có thôn thần thạch thì sẽ có kết quả gì. Liệu đối thủ có bị đánh gục không? Giang Thái Huyền rất thương tiếc cho đối phương, 10 đứa trẻ trước tiên là nhận lấy thôn thần thạch, sau đó chuyển vận thần lực gấp rút lên đường, Lần này bọn chúng chỉ cần không gặp phải sự tồn tại của sức mạnh thuần túy có thể đánh chết thần, về căn bản thì sẽ không có chuyện gì cả. Mặc dù sức mạnh của thần thú tộc cường đại, nhưng mà chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần và thể xác để đánh chết thần, các thần thú bình thường còn không thể làm được, hơn nữa, đối với hầu hết các chủng tộc của thần giới mà nói, thần lực là phương pháp tấn công mạnh mẽ nhất. Giết, tiếng hét giết chấn động cả bầu trời, thần huyết phương vãi trên chiến trường khốc liệt, xác chết khắp đồng, thần minh rơi xuống sát thần dày đặc chất thành đống trên chiến trường. Quân đội của ba thành huyết sát thành, Ngọc Long thành, Đông Lam thành đang liều chết chiến đấu. Ở phía đối diện, từng con vật khổng lồ xuất hiện, con nhỏ nhất cũng to bằng một ngọn núi nhỏ, con lớn nhất càng thông thiên triệt địa, cao tới một ngàn thước, khi cử động tay chân, trời đất sung chuyển, rối ren vạn dặm. Một con long xà màu vàng đang qua lại như con thoi trong bầy thú, thỉnh thoảng đến chỗ các thần nhân của Ngọc Long Thành và huyết sát thành, sau đó nhanh chóng rút lui. Long Hạo đây là muốn đánh vào nội bộ thần thú. Giang Thái Huyền nhìn con long xà màu vàng kia, không nói nên lời. Còn 10 học sinh của lớp bổ túc cũng đã đến rồi, bọn nó dừng lại ở ngoài chiến trường nhìn mét, nhìn các thần nhân của Đông Lam ở gần đó, tiểu hành thiên hét lên một tiếng, dẫn tiểu đồng bọn xông vào. chương 1033, rốt cuộc ai mới là thần thú? Tình huống gì vậy? Đám trẻ này sao lại chạy tới đây? Lục Thiên Lan và Phong Lão Gia Tử đang chấn thủ ở phía sau, thấy cảnh đó sắc mặt liền thay đổi, trận chiến thần cương lần này, phong lão gia tử suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã ra mặt, gặp gỡ ba vị thành chủ. Chỉ là, phong lão gia tử vẫn còn đang nói chuyện, tiểu thư nhà mình lại ở trên chiến trường rồi, người đang muốn dọa chết trái tim của ông già này phải không? Hành đạo đang ở đó, có lẽ là không thành vấn đề, ở đó đều là thần nhân, sẽ không xảy ra chuyện. Lục thiên lan liếc nhìn, thấy lục hành đạo theo cùng với tiểu hành thiên và những người khác liền lên tiếng an ủi phong lão gia tử gật đầu nghĩ đến đế tinh có vị thiên thần đó ở đây có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì giết giọng nói trẻ con vang lên mười đứa trẻ ngay lập tức tách ra lao tới cách chiến trường trăm mét khoảng cách này rất gần những con thần thú khổng lồ đó tiện tay thì có thể tấn công bọn chúng nhân tộc bất tài ngay cả trẻ con cũng phái tới ư một thần thú thần linh lãnh đạm nhìn mười đứa trẻ tràn đầy vẻ khinh thường nói ngươi đang nói ai vậy tiểu hành thiên trừng mắt nói có tin ta đánh chết ngươi không Tên khốn, người tìm chết à? Thần thú tức giận với một cái vẫy tay, một cỗ thần lực huyễn hóa thành bộ móng vuốt sắc bén giết về phía lục hành thiên. Sau đó không thèm để ý tới nó nữa. Mười đứa trẻ, cho dù là thần nhân, một cái vẫy tay của nó cũng có thể giết chết chỉ trong giây lát. Thật là vô dụng, chỉ có chút sức lực này. Tiểu hành thiên khinh thường nói, thần thú liền sững sờ, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện mười đứa trẻ không hề xảy ra chuyện gì, chỉ bình tĩnh mà đứng như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? một đòn của ta lại không giết chết được bọn chúng hơn nữa một chút thương tích cũng không có thần thú cảm thấy bộ não của mình không đủ dùng chút nào ngay sau đó lại ngưng trọng không lẽ có thần minh mạnh mẽ bảo vệ hoặc là có thần khí mạnh mẽ gì đó bùm thần thú lại một lần nữa xuất chiêu thần lực cuồn cuộn hóa thành một con hổ thần màu vàng lao về phía tiểu hành thiên lần này đôi mắt của nó nhìn chằm chằm nó muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Vù vù, ngay khi thần hổ vừa mới đến gần tiểu hành thiên thì trực tiếp biến thành một tia thần lực thuần túy nhập vào trong lồng ngực của tiểu hành thiên biến mất không thấy đâu trên người nó là thần khí mạnh mẽ gì lại trực tiếp hấp thu thần lực của ta thần thú kinh ngạc nhìn tiểu hành thiên vẻ mặt bối rối tiểu hổ hổ người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao tiểu hành thiên khinh thường nói tiểu hổ hổ chết tiệt tuổi tác của ta đủ để làm ông nội ngươi tiểu tử đáng ghét hôm nay hổ ra ta nhất định phải giết ngươi thần hổ gào thét một tiếng lại lần nữa đánh ra một đạo thần lực các ngươi lui ra hết đi tiểu hành thiên phất tay kiêu ngạo nói nếu như ngươi có thể giết được ta ta có chết cũng quỳ lại ngươi không cần ngươi chết ngươi quỳ xuống ngay bây giờ đi thần hổ nói một cách hung hãn hàm giang hổ khổng lồ phát ra tia sáng lạnh lùng lần này thần hổ dùng thần lực mạnh hơn đánh xuống ta nhất định phải đập vỡ thần khí của ngươi được thôi ta sẽ đứng ở đây khi nào ngươi đánh xong thì nói với ta một tiếng Tiểu hành thiên bình tĩnh lấy ra một cái chân thú, cái này đã nướng chín, đây là đồng loại của ngươi, mùi vị không tồi. Thần hổ tức giận đến nổ tung, ngươi đang ăn thịt hổ trước mặt ta. ầm ầm, từng cỗ thần lực đánh xuống, bao phủ tiểu hành thiên, sau đó con thần hổ bị choáng váng, tất cả thần lực, chỉ cần vừa tiếp cận tiểu hành thiên đều bị hấp thụ, một tia cũng không còn. Tiểu hành thiên bình tĩnh gặm chân thú, có muốn đến ăn một miếng không? Đến mụ nội ngươi, thần hổ gầm lên, nó gần như sắp phát điên lên rồi, tại sao đối phương có thể hấp thu thần lực của nó đây là thần khí gì sao trước đây chưa từng nghe nói qua thần khí hấp thu thần lực nó thật sự chưa từng nghe qua cùng lắm là niêm phong thần lực mạnh mẽ hoặc là thần khí này có phẩm chất cực cao nhưng mà một loại thần khí phẩm chất cao hoàn toàn không có khả năng hấp thu thần lực nào tiếp tục đi tiểu hổ hổ tiểu hành thiên vô cùng háo hức nói chết đi thần hổ phát điên trực tiếp lao về phía tiểu hành thiên đánh ra sức mạnh hùng vĩ ta xem ngươi có thể hút được bao nhiêu trận chiến cận kề sắc mặt của tiểu hành thiên thay đổi nó chỉ là thần nhân kỳ đầu đối phương là thần thú cấp thần linh cho dù chỉ là sức mạnh thân thể và khí phách nó cũng không thể chống đỡ nổi móng vuốt đánh xuống ánh mắt của thần hổ lộ ra sát cơ lần này nhất định phải giết tiểu hành thiên bùm móng vuốt oanh kích đất đá nổ tung vô số khói bụi quét ngang qua móng vuốt của thần hổ dừng lại trên đỉnh đầu của tiểu hành thiên có chuyện gì vậy thần hổ ngơ ngác nhìn xuống dưới một tiểu lô dùng một ngón tay chặn lại móng vuốt của nó. Chết tiệt, rốt cuộc ai mới là thần thú, ngươi là quái vật hả? Một vuốt tràn đầy sức mạnh và thần lực của bản thân lại bị một tiểu lô chặn lại ư. Hư, đừng hòng bắt nạt đệ đệ ta, tiểu hàm hàm khịt mũi một tiếng, nhìn thần hổ với vẻ mặt tức giận, ngươi phải bị đánh. Thần hổ, bây giờ ta chỉ muốn làm rõ, tại sao ngươi có thể đỡ được móng vuốt của ta, hình như ngươi chỉ là một thần nhân đỉnh phong, vẫn còn cách thần linh một chặng đường tiểu lô ly rất bình tĩnh thần lực không thể xuất thể nhưng lại có thể chuyển vận trong cơ thể cường hóa sức mạnh móng vuốt của thần hổ tràn đầy thần lực thần lực bị viên đá hấp thu còn lại chính là sức mạnh thuần túy chuyển vận thần lực một chút tiểu lô ly có thể chặn lại một cách rất dễ dàng chết cho ta thần hổ điên cuồng hai móng vuốt cùng đánh muốn đánh chết tiểu lô ly tiểu lô ly rất bình tĩnh cũng không né tránh mặc cho hai móng vuốt hổ từ trái phải đánh đến sau đó đưa đôi tay ra hai viên đá xuất hiện Chết đi, thần hổ cười hung hãn một tiếng, nó đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu tiểu quái vật đáng ghét này chết thảm dưới móng vuốt của mình, sau đó mình lại nuốt chừng thằng nhãi này, nó đã lâu rồi không ăn thần minh của loài người. chương 1034, người tiếp theo, dây tiếp theo, nụ cười hung hãn của thần hổ đông cứng lại, móng vuốt của con hổ vừa chạm vào tay của tiểu lô lập tức xảy ra vấn đề, một lực hút dữ dội truyền đến, thần lực trong cơ thể điên cuồng trôi qua như thác lũ mở cống, mình mông cuồn cuộn đổ xuống. Grau, grau, hồ gào gào, thần hổ gào thét thảm thiết, thần lực của ta, sao người cũng có thể hấp thu thần lực, các người rốt cuộc là có bao nhiêu thần khí loại này. Thần lực bị hút sạch, thần hổ trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, co giật kịch liệt, vô cùng yếu ớt. Kéo đi, người tiếp theo, tiểu hành thiên nói một cách bình tĩnh, lục hành đạo im lặng bước tới, kéo thần hổ lôi đi. Ta chỉ đứng ở chỗ này, người có thể đánh chết ta, ta sẽ mang họ của ngươi, ngươi không thể đánh chết được ta thì làm thú cưỡi cho ta, thế nào? Trần Nguyên xài bước đi ra, trực tiếp tìm tới một con chim thần, những đứa trẻ còn lại của lớp bổ túc cũng tự mình lựa chọn đối thủ. Ngươi không đánh trả, thần điều kinh ngạc nhìn Trần Nguyên, nếu như ta đánh trả, coi như ta thua, sẽ làm nô lệ của ngươi. Trần Nguyên kiêu ngạo nói, nó biết con chim thần này, thể lực thuần túy không mạnh, chủ yếu là thần lực mạnh mẽ, loại này bất luận thế nào cũng không thể giết chết nó, có thể yên tâm mà ra vẻ. Ngươi thật sự không đánh trả, đứng cho ta giết ư. Thần điều ngẩn ra, nhân loại này có phải là đồ ngốc không cố ý tìm chết hư hay là ức hiếp nó không có tài cán gì ngươi có dám đánh cực không không dám cực thì cút về uống sữa đi đứng để ngươi giết ngươi còn không dám trần nguyên chế diễu, nhân loại ngu dốt ngươi đã tìm chết thì bản thân thành toàn cho ngươi một tiếng hú dài sau lưng thần điều này xuất hiện một biển lửa ngập trời thần lực khổng lồ khuấy động hư không sóng nhiệt cuồn cuộn quét khắp bốn phương khiến cho hư không méo mó rầm rầm một tiếng chấn động hư không dung chuyển, Trần Nguyên mặt không biến sắc, bình tĩnh nói, lúc này mới giống thần thú. Chết đi, móng vuốt sắc nhọn của thần điểu oanh kích, một luồng thần lực hùng vĩ chấn động, thần quang sắc bén thắt cổ Trần Nguyên. Vù vù, thần lực hùng vĩ còn chưa chạm vào Trần Nguyên, đã ngay lập tức biến mất, thần điểu giật mình, nhưng lại không kịp đổi chiêu, móng vuốt sắc bén đã túm lấy Trần Nguyên, thần lực khổng lồ lại lần nữa chuyển vận, ý đổ xé rách Trần Nguyên. Két két két, thần điểu đột nhiên hét lên, vô cánh liên tục, đất đá lộn xộn, không ngừng phát ra tiếng động kỳ quái, nhưng không có chút tác dụng, nó giống như bị hút vào Trần Nguyên, thần lực cuồn cuộn chảy ra, toàn thân không ngừng co giật. Thật là phế vật, Trần Nguyên thở dài một hơi, bất khả chiến bại như ta, không lẽ đứng cho người ta giết cũng không giết được sao? Thần biểu, thần thuật này của ngươi là cái gì vậy, ngươi thả ta ra, thần lực của ta mất cả rồi. Thần lực trực tiếp bị hút sạch, cảm giác vô lực trào dâng, thần điều trực tiếp rơi xuống, toàn thân co rút lại. Kéo đi, người tiếp theo. Trần Nguyên cũng nói như vậy. Yên Tuyết Hàn bước ra, chuyển vận thần lực kéo thần điều đi. Sau đó là Đế Tinh, Lục Hành Đạo không ngừng kéo những con thần thú đã bị hút cạn thần lực. Thôn, thôn thần thạch còn có thể được dùng như thế này sao? Cổ Nặc sướng sờ, chết tiệt, tư duy của các ngươi sao lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Dùng thôn thần thạch bẫy kẻ khác ư? Trước đây tại sao ta lại không nghĩ đến điều đó? Giang Thái huyền mặt không biểu cảm nói, nếu không ngươi cho rằng như thế nào? Để thôn thần thạch hút bản thân sao? cổ nặc mở miệng được thôi quả thực không thể để cho thôn thần thạch hút bản thân nhưng mà các người phá hoại chiến tranh như thế này có được sao thôn thần thạch tích chữ thần lực sau khi chuyển hóa thành thần nguyên khí đơn thuần có thể đổi lấy hỗn độn khí hoặc các loại hàng hóa khác chẳng hạn như hỗn độn đan giang thái huyền thờ ơ nói cho nên nói tiểu bảo chính là cây dụng tiền của ngươi do đó bọn chúng đã thu hút sự chú ý của thần thú sao cổ nặc cười khổ đám côn đồ này đúng vậy hơn nữa bọn chúng còn bắt được thần thú, sau khi hút cạn thần lực, có được thần nguyên khí bổ sung, thì có thể nhanh chóng khôi phục, tương đương với công cụ cung cấp thần lực. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, do đó bọn chúng bắt sống, chứ không tàn sát. Tiểu bảo, làm thêm vài viên thôn thần thạch nữa, chúng ta cũng đi bắt thần thú. Cổ nặc nhìn tiểu bảo với đôi mắt sáng ngời. Không, ta mệt lắm rồi, bắt được thần thú, sau này sẽ có vô số hỗn độn khí. Cổ nặc dụ dỗ, vậy được, người nói sao thì vậy vừa đề cập đến hỗn độn khí tiểu bảo lập tức nhảy xuống đất và bắt đầu luyện chế thôn thần thạch không phải là không có giới hạn sau khi hấp thu thần lực của một vị thần linh trần nguyên liền đổi một viên khác sau khi hút xong hai viên thì rút lui hút thêm nữa thì thôn thần thạch sẽ chịu không nổi chẳng mấy chốc hai mươi viên thôn thần thạch cũng sắp xong rồi tiểu bảo vừa mới chế tác ra liền được đế tinh mua lại có được hỗn độn khí nó lại bắt đầu chế tạo cổ nặc sướng sờ nhìn tiểu bảo nước mắt chảy dài, tại sao ngươi không giữ lại cho ta một viên? Bọn họ đưa hỗn độn khí trước rồi, tiểu bảo nói với một chất giọng non nớt, người nào cho hỗn độn khí thì người đó có có quyền quyết định. Ta là chủ nhân của ngươi, sau này ta cũng sẽ cho ngươi. Cổ nặc sắp phát điên lên rồi, ngươi có thể nhìn xa trông rộng một chút được không? Cổ nặc ngốc nghếch, ta là chủ nhân của ngươi. Tiểu bảo ngẩng cao đầu vô cánh, khóe miệng còn có bọt trắng, ta chính là thôn thần trùng vĩ đại, ngươi chỉ là phụ thuộc. Bốp, phịch, suy nghĩ kỹ rồi nói. Cổ nặc phung tay, nhìn tiểu bảo bị mình cho một bà tai rơi xuống đất, lạnh lùng nói, không cho ngươi xem một chút màu sắc, ngươi không biết ai là chủ nhân phải không. Tiểu bảo từ trên mặt đất bay ra, nằm sấp trên mặt đất, uất ức gặm viên đá cho ngươi. Ừ, đây mới là tiểu bảo ngoan. Cổ nặc cười híp mắt nói, lần sau ngươi không nghe lời, ta sẽ bán ngươi cho chàng chủ, chàng chủ thích mua bán thôn thần trùng nhất. Giang Thái Huyền, đây là lần đầu tiên ta gặp các ngươi, có thể đừng tùy ý bôi nhỏ ta được không? Tiểu bảo ngay lập tức hoảng sợ, nó không sợ ai cả, chỉ sợ Giang Thái Huyền. chương 1035, kết thúc trận giao tranh đầu tiên, cổ nặc cũng lấy thôn thần thạch đi, bây giờ có thôn thần thạch trong tay, về căn bản đồng nghĩa với bất khả chiến bại, đương nhiên, đó là dưới tình huống chân thần trở lên không xuất hiện, nếu không chân thần ra tay, thôn thần thạch sẽ trực tiếp phát nổ, muốn trốn cũng không trốn thoát. Giang Thái Huyền nhìn cảnh này, ánh mắt lóe lên, lại nhìn về phía tiểu bảo đang vừa cọ sát vừa sùi bọt mép trên thôn thần thạch, thật sự là vì hỗn độn khí, đến tính mạng cũng không cần nữa. Ta muốn hỗn độn khí, phù, ta muốn hỗn, hừ, được thôi, đồ vật nhỏ này đã hết thuốc chữa rồi, chúng độc của hỗn độn khí. Gầm, tiếng gầm rú vang lên, trận đại chiến thảm khốc vẫn đang tiếp tục, lớp bổ túc chỉ hành động bên lề, hơn nữa có đội quân của Đông Lan thành bao phủ, cũng không thu hút được quá nhiều sự chú ý. Giết, lục hành đạo cũng xông lên, một thần thú chân thần chạy tới muốn ăn tươi nuốt sống lấp bổ túc chân thần hắn vừa phát hiện lập tức xông lên đế tinh đang ẩn nấp bảo vệ trong hư không nếu như lục đạo hành không thể xử lý được thì hắn sẽ ra tay tuyệt đối sẽ không để những đứa trẻ này mạo hiểm có bản lĩnh thì đến đánh ta đi tiểu hành thiên bày vẻ mặt muốn tìm đường chết cầm một hòn đá lên đập vào con thần thú thần linh trong miệng không ngừng kéo thù hận không đến đánh ta người chính là một kẻ nhu nhược hèn nhát yếu đuối thần thú quả nhiên bị chọc giận nhìn người đứa nhóc con đều là cảnh giới thần nhân, nó không thèm đặt vào mắt chút nào, trực tiếp xông lên giết. Sau đó, con thần thú gặp bi kịch, thần lực bị rút cạn và kéo đi, thủ pháp vô cùng điêu luyện, phối hợp nhuần nhuyễn không chê vào đâu được. Có bản lĩnh thì đến đánh ta đi, có bản lĩnh, 10 đứa trẻ không ngừng khiêu khích, cổ nặc cũng gia nhập cùng bọn chúng, lôi kéo thù hận với thần thú tộc, đến một con kéo đi một con, tuyệt đối không thể chạy thoát. Trong đội quân của Đông Lam Thành, rất nhiều thần nhân rất sững sờ liếc nhìn bọn chúng các người muốn chết như vậy sao? Được lắm, bọn chúng không những không tìm đường chết mà còn bắt sống thần thú. Đứng yên để thần thú đánh, chiến tranh còn có thể chơi như vậy sao? Hơn nữa con thần thú này có phải là quá vô dụng rồi không? Đã sát giạt như thế mà còn không làm gì được mấy đứa trẻ này ư? Không lẽ đám thần thú này là giả sao? À, một vị thần nhân thử làm theo, cuối cùng trực tiếp bị thần thú đánh bay, kêu gào thảm thiết, chết tiệt, đám thần thú này là thật, đau quá. Tiểu hành thiên chớp chớp mắt, nhìn vị thần nhân bị thương kia, rất muốn hỏi một câu, người cũng có thôn thần thạch sao? Giang Thái Huyền theo dõi trận chiến, chỉ cần có thôn thần thạch, tuy không thể nói là vô địch, nhưng ít nhất có thể bất bại, nếu như cả nhóm thần minh đều mang theo thôn thần thạch thì chiến trường này chắc chắn sẽ dễ dàng trấn áp được đối phương. Một nhóm người thần lực dồi dào, hoàn toàn có thể treo bầy thần thú không có thần lực lên đánh, vượt cấp giết kẻ thù dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, chuyện này có chút không thực tế, Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn tiểu bảo, đừng nói là toàn bộ đều trang bị thôn thần thạch, cho dù chỉ có một phần trăm, đừng nói là sùi bọt mép, có nôn ra máu tiểu bảo cũng không làm được. Trận chiến tranh đầu tiên còn chưa kết thúc, lớp bổ túc đã rút lui rồi, tiểu bảo không thể làm thôn thần thạch nữa, nếu không chắc phải thổ huyết mất. Hỗn độn khí của ta, hỗn độn khí, tiểu bảo kêu lên yếu ớt, dẫu cho rơi ngã trong lòng bàn tay cổ nặc, vẫn một mực nhắc đến hỗn độn khí của mình. Ngươi sắp mệt chết rồi, cổ nặc đen mặt nói, ngươi không thể có tiền đồ chút à, vì hỗn độn khí mà đến mạng cũng không cần sao. Ta, ta vẫn, vẫn ổn, tiểu bảo run rẩy lại trào nước bọt, giang thái huyền không nhẫn tâm nhìn, tiểu bảo quá tận trước tận trách rồi, vì hỗn độn khí, thật sự liều cả mạng. Về đến nhà đá, bảo học sinh lớp bổ túc rời đi, đế tinh mua thần tinh đã luyện hóa, mua hỗn độn khí, chia cho 10 đứa trẻ một tia, còn lại hắn và yên tuyết hàn chia nhau, kiếm được không nhiều. Nếu số lượng nhiều, bỏ đi. Vốn nghĩ nếu số lượng nhiều, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng liếc nhìn tiểu bảo đang sùi bọt mép, đế tinh nói không nên lời, trung quy vẫn không thể để thằng nhóc này mệt chết được. Tiểu hành thiên, cùng ca ca con qua đây, dẫn theo cả lớp bổ túc nữa. Lục thiên lan truyền âm qua, phụ thân truyền âm, bảo chúng ta qua đó. Tiểu hành thiên nói, nhất định là bàn luận chiến tranh, có việc căn dặn chúng ta. Lục hành đạo nói, vậy đi thôi, nếu đi sung phong cũng không thành vấn đề. Lâm nhạc nói, có thôn thần thạch ở đây, có công kích cũng không thành vấn đề, hoàn toàn có thể treo lên đánh thần thú cung cấp. Ngọn cờ ngôi sao bay phấp phới đầy trời, đây là ký hiệu của phái thần vương đế thần, ánh mắt của đế tinh trở nên lạnh lẽo, sát ý ẩn sâu trong mắt. Hiện tại, trận giao tranh đầu tiên đã kết thúc, thần minh của ba thành đều đã rút lui, ba vị thành chủ, ba phương đế thần cung, các đại gia tộc thiên thần tụ họp lại với nhau, thương nghị về chiến sự kế tiếp. Khi đám người lục hành đạo đến, đúng lúc các thiên thần đang thiết yến đợt công kích này, đôi bên chúng ta đều chưa chiếm được chỗ tốt. Huyết thiên quân trầm giọng mở lời, lớp bổ túc chỉ có 10 người, lại ở sát biên giới chiến trường, có quân đội của Đông Lam ngăn cản, hoàn toàn không gây chú ý, rất ít người biết được họ làm gì. Không ngờ lần này lại phải chiến đấu với thần thú tộc. Sắc mặt Ngọc Hồng Sương nặng nề, nhưng mong Long tộc không xuất hiện. Khó nói lắm, nhưng mà, nói cho cùng ngươi là thành chủ của nhân tộc, ngày trước từng có quan hệ với Ngọc Long tộc, đã cắt đứt từ lâu rồi huyết thiên quân lạnh lùng mở miệng, đương nhiên, long tộc xuất hiện, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đây là trận chiến sống còn. Ngọc Hồng Sương lạnh lùng nói, tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào đây? Lục Thiên Lan nhìn huyết thiên quân, ông ta chỉ là phó thống soái, người phát hiệu lệnh chính vẫn là thống soái huyết thiên quân. Kế tiếp, trước hết cần có đội tiên phong đi tra xét, tra rõ ràng tình hình bên trong của thần thú tộc. Huyết thiên quân nhàn nhạt nói, cuộc tấn công lần này, đối phương cũng giống như chúng ta, rất ít chân thần xuất hiện, Thiên thần càng không thấy bóng dáng, hiển nhiên đều chấn giữ ở hậu phương. Thực lực của thần thú tộc, còn phải đợi tra rõ, việc này phải giao cho Lục Phó thống soái rồi. Huyết Thiên Quân nhìn Lục Thiên Lan nói, Lục Thiên Lan nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn ôm nắm đấm nói, "Thống soái yên tâm, Lục Thiên Lan sẽ tra rõ chuyện này." "Rất tốt, sắp tới sẽ có cuộc xung đột trong phạm vi nhỏ, giao cho Phó thống soái Ngọc Hồng Xương của Ngọc Long thành xử lý." Huyết Thiên Quân ra lệnh, được, Ngọc Hồng Sương đáp lại một tiếng. chương 1036, hát chiến tích. Phụ thân, giọng nói của lục hành thiên truyền đến, mười đứa trẻ cùng đi vào, không người hành lễ, bái kiến thống soái hai vị phó thống soái các vị đại nhân. Ừ, ngồi xuống đi, huyết thiên quân lạnh nhạt xua tay, thân phận của mười đứa trẻ này đều không tầm thường, từng đứa một ngoan ngoãn trở về đứng cạnh. Phụ thân, lão tổ của mình, khởi bẩm thống soái hôm nay thuộc hạ đã giết được hai thần thú thần nhân, đã lệnh người nấu thành món ăn tinh xảo mời các vị đại nhân thưởng thức một vị thiếu niên bước ra lớn tiếng nói tốt không hổ là con trai của ngọc long thành chủ với chiến công này bản soái sẽ ghi một công lao cho ngươi huyết thiên quân khen ngợi nói chém chết hai thần thú thần nhân ngọc phong công tử quả là hy vọng của ngọc long thống soái quá khen ngọc phong vội cung kính đáp lời sau đó với ánh mắt khinh thường liếc nhìn đám người lục thiên lan đang đứng một bên khởi bẩm thống soái hôm nay thuộc hạ đã chém ba thần thú thần nhân, cũng đã làm thành món ăn tinh xảo, thiết đãi các vị đại nhân một bữa tiệc thần thú, tin chắc quân ta đánh đầu thắng đó, quét sạch tộc thần thú. Lại một vị thiếu niên khác bước ra, thì ra là thiên tinh, con trai của thống soái liên tiếp chảm ba con, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ngọc Hồng Sương không chút giấu giếm mà tán dương, khiến huyết thiên quân cười không ngậm được miệng. Lục thiên lan mặt không cảm xúc, các ngươi cứ tiếp tục khen con trai đi, ta không thèm để ý đến các ngươi khởi bẩm ba vị thống soái thuộc hạ có một chuyện muốn thượng báo liên quan đến nề nếp quân pháp của quân ta huyết thiên tinh trầm giọng nói ồ mau nói đi huyết thiên quân nghiêm túc nói vẻ mặt của hầu hết thiên thần đều khựng lại trên chiến trường quân pháp như sơn lúc này chỉ vừa mới đến chiến trường thần cương mà đã có người vi phạm quân pháp rồi sao khởi bẩm thống soái lần thứ nhất quân ta tấn công không thấy nhóm người lục hành thiên chúng ta thể chết liều giết bọn họ lại trốn ra chơi đùa đã phạm phải quân quy Huyết Thiên Tinh nói: "Đúng vậy, trước khi thuộc hạ ra chiến trường, cũng trông thấy bọn họ tụ tập với nhau chơi đùa, vốn không đến tham gia chiến trường, hành vi như thế, làm lạnh lòng quân ta." Ngọc Phong cũng nói: "Lục thành chủ, ông giải thích thế nào đây?" Huyết Thiên quân hờ hướng lên tiếng, "Lục Hành Thiên chính là con trai của ông, các thiếu niên thiên tài khác, cũng là người Đông Lam thành, đến thuộc hạ của mình mà ông cũng không quản thúc được sao?" Lục Thiên Lan không đáp, thầm chửi rủa trong lòng, "Các người hợp sức lại nhắm vào ông đây à?" mượn chuyện sinh sự sao mấy đứa con nít người trông chờ bọn chúng ra chiến trường sao không mở to mắt nhìn rõ một chút xem khởi bẩm thống soái lục thống soái trần nguyên bước ra đầu tiên lạnh lùng liếc nhìn hai người rồi nói chúng con không hề lâm trận bỏ chạy mà thề chết liều giết thần thú thề chết liều giết thần thú ư huyết thiên tinh cười nhạo một tiếng nói chứng cứ đâu các ngươi để thần thú chạy thoát rồi sao vậy thương tích của ngươi đâu đừng nói với ta là không bị gì cả ta liên tiếp chảm ba con thần thú, bản thân cũng bị trọng thương. Nói xong, huyết thiên tinh lập tức cởi áo giáp, lộ ra một vết thương sâu đến lộ xương, kiêu ngạo không nói gì. Bị thương chỉ chứng tỏ ngươi vô năng, có gì đáng để đắc ý chứ? Trần Nguyên khinh thường nói, lấy sự vô năng của mình làm kiêu ngạo á. Ngươi cũng đặc biệt thật, huyết thiên tinh, mẹ nó, đây là chiến tích của ta, chứng tỏ ta đã chiến đấu với thần thú, trong mắt ngươi lại là chứng tỏ sự vô năng ư. Vậy ngươi có chiến tích gì? ngọc phong cười lạnh lúc đầu hắn cũng định cởi áo giáp phơi ra vết thương của mình chứng minh mình đã giao chiến nghe xong lời ấy thì bỏ ngay ý định cởi giáp có chiến tích gì hà các ngươi xem kỹ đây trần nguyên lạnh lùng cười một tiếng rồi nhìn về phía lục hành đạo hành đạo ca ca làm phiền ngươi lục hành đạo khẽ gật đầu bước ra khỏi quân doanh ngự không rời đi làm gì vậy chẳng lẽ các ngươi còn đặt thi thể thần thú ở bên ngoài sao huyết thiên tinh nhíu mày đúng là đặt bên ngoài nhưng không phải thi thể của thần thú. Lục hành thiên bước ra. Không phải thi thể của thần thú ư. Chẳng lẽ là phân và nước tiểu của thần thú à? Huyết thiên tinh châm chọc nói. Rào, đột nhiên, những tiếng thú gầm vang vọng, trong lòng mọi người run lên, một vị thần nhân vội vã chạy vào, kích động nói. Báo, thiếu chủ Đông Lam thành lục hành đạo, bắt được mấy chục con thần thú, chờ ở bên ngoài, có phải mời y vào không ạ? À? Bắt được mấy chục con thần thú ư, tất cả thiên thần đều ngơ ngác các thiên thần vội vã chạy ra khỏi doanh trại nhìn những con thần thú bị xiềng xích trói chặt đầu óc của tất cả mọi người đều chấn động vẻ mặt của huyết thiên tinh và ngọc phong ngẩn ra các ngươi nhờ chân thần cường giả giúp các ngươi bắt thần thú tặng làm chiến tích hư huyết thiên tinh tức giận nói làm sao hắn ta làm được chứ hắn ta còn không có năng lực trảm liên tiếp ba con nữa là ngọc phong cũng phẫn nộ nhìn đám người lục hành thiên mặc dù bọn ta gian lận nhưng ngươi gian lận thế này có tàn nhẫn quá rồi không đần độn Lục hành thiên khinh miệt nói, sau đó đi qua, kéo lấy xiềng xích, lôi đám thần thú đến, các người có phải ngốc rồi không, ta có thể bắt sống, tại sao phải giết chứ? Sống không để bên ngoài thì để ở đâu? Ngươi, ngươi sao có thể bắt sống thần thú được? Nhất định do lục hành đạo giúp đỡ, các người còn dám chối hả? À? Hai vị thiếu niên không ngừng cười lạnh, tiểu đệ à, đã nói là đừng lấy sự vô năng vô tri làm kiêu ngạo rồi mà, sao đệ không nói với hai bằng hữu này mấy lời đi? Cho bọn chúng hiểu câu này một chút. Lục hành đạo không khách khí nói, sau đó kéo lấy một con thần thú, đây, cái này mới là của ta. Thần thú chân thần ư, các thiên thần đều kinh hoàng, lục hành đạo mới đột phá lên chân thần chưa được bao lâu, sao có thể bắt sống chân thần thú chứ? Lục hành đạo cười lạnh, thôn thần thạch chỉ có thể ngăn được 10 chiêu của chân thần, nhưng trong 10 chiêu không gây thương tổn được hắn mà hắn còn không bắt sống được chân thần thú thì đúng là sống uổng phí. Chương 1037, bắt sống thần thú, dắt thần thú của mình đi đi, nếu chạy mấy ta không chịu trách nhiệm đâu. Lục hành thiên nói, được rồi, thật là, dắt dùm một chút thì có làm sao chứ. Khuôn mặt nhỏ của Trần Nguyên tràn đầy bất mãn, nhưng ai cũng nghe ra được sự đắc ý trong lời nói. Đúng đó, nhờ ngươi dắt dùm một chút cũng không được, thật không có lòng gì hết. Lâm Nhạc cũng nói, các người nói xem, con hổ và con chăn này của ta, ta nên ăn con nào trước đây? Triệu mạnh kéo sợi xích, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Chết tiệt, lại còn ăn con nào trước à? có phải mấy tên các ngươi dở trò rồi không cho dù có lục hành đạo giúp đỡ thì các ngươi cũng không thể bắt sống nhiều thần thú như vậy chẳng lẽ là thiên thần ư nhiều thiên thần nhìn về phía đế tinh vị thiên thần này cùng một phe với bọn chúng đế tinh thờ ơ lên tiếng đừng nhìn ta ta không có ra tay ta không tin chắc chắn các ngươi đã gian lận huyết thiên tinh vô cùng kích động lúc trước đánh người không thành bị nhóm người tiểu hàm hàm đánh tơi bời rồi cướp đoạt trong lòng rất khó chịu muốn lấy lại mặt mũi ở chiến trường thần cương, nhưng giờ lại bị vả vào mặt nữa. Đồ vô năng, có bản lĩnh chúng ta đọ sức một phen đi. Trần Nguyên khinh thường nói, đọ thì đọ, người muốn đọ sức thế nào? Huyết thiên tinh lạnh lùng nhìn nó, chúng ta đi tìm thần thú, ai bắt sống được trước thì người đó thắng. Giọng Trần Nguyên lạnh lùng lên tiếng, không được tìm trợ giúp, huyết thiên tinh trầm giọng nói, có thể giết thần thú. Bản lĩnh bắt sống thần thú này, hắn không có, nhưng giết chết một con thần thú cấp thần nhân thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, trước kia hắn đã từng đánh Trần Nguyên tơi tả, hắn không tin Trần Nguyên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả hắn. Kẻ mạnh, xưa nay không cần ai giúp, Trần Nguyên đứng chắp tay, dáng vẻ ta đây lưu manh. Huyết thiên tinh tức giận nghiến răng nghiến lợi, chín đồng bọn nhỏ của lớp bổ túc nhịn cười, huyết thiên tinh đúng là tự chui đầu vào dọ, người so tài với đám lừa đảo bọn ta, chẳng phải làm khổ chính mình sao. Phải có người quan sát, huyết thiên tinh lại nói thêm một câu, ai biết ngươi có âm thầm tìm người giúp đỡ không? Tùy ngươi, kẻ mạnh không sợ thử thách, Trần Nguyên cao ngạo nói, đọ sức thế nào, ngươi nói đi, dùng những thần thú này sao? Huyết thiên tinh nhìn đám thần thú bị xiềng xích trói buộc nói. Đùa cái gì vậy, đây là thú cưới của ta. Trần Nguyên bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, sờ lông vũ của con chim thần nói, Tiểu Hồng, ngươi yên tâm, ta không ăn thịt ngươi đâu. Tiểu Hồng, cái tên quái quỷ gì thế này? Các thiên thần giật giật khóe miệng, chết tiệt, đây là thần thú cấp thần linh một thần nhân như ngươi làm sao bắt sống được chứ mà còn không bị thương tích gì nữa chứ vậy ngươi nói xem phải làm sao huyết thiên tinh đố kỵ liếc nhìn con chim thần nói đương nhiên phải đến tộc thần thú trần nguyên hừ lạnh một tiếng nói có người đi theo làm trọng tài chúng ta không có nguy hiểm gì cả chỉ cần dắt một hai thần thú ra là được rồi được vậy đi ngay đi huyết thiên tinh lãnh đạm nói bày sẵn tiệc thần thú đợi bản cường giả trở về Trần Nguyên ngạo nghế quay người, sau đó nhìn về phía lục hành đạo, hành đạo ca ca, có thể kéo ta bay được không? Chết tiệt, đến bay cũng có vấn đề, rốt cuộc ngươi bắt sống thần thú cái kiểu gì vậy? Không phải ngươi tự xưng là kẻ mạnh sao? Có bản lĩnh thì tự bay đi chứ. Lục hành đạo liền nắm lấy vai Trần Nguyên, ngự không rời đi, lục thiên lan vung tay lên, đưa theo lục hành thiên đuổi theo, các thiên thần khác cũng đưa theo hậu duệ tiến đến. Huyết thiên quân và Ngọc Hồng Sương cũng đi, các thiên thần đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc Trần Nguyên đã làm thế nào vậy chứ? Thần thú tộc, vô số thần thú lít nha lít nhít, bò trên mặt đất, đế tinh lén lút lấy ra đá truyền tin, truyền âm cho Trần Nguyên, lát nữa Long Hảo sẽ dụ một con thần thú qua đây, cấp thần nhân, sẽ không quá mạnh đâu. Đa tạ đạo sư, Trần Nguyên hớn hở, nó còn đang lo lắng, một lần khiến quá nhiều thần thú chú ý, không biết phải làm thế nào. Ngoài đại doanh thần thú người dặm, Trần Nguyên liền nhảy xuống, khoảng cách này, đối với cường giả cấp thần nhân thì không tính là gì, trần nguyên một mình đi lên trước không ngừng liếc nhìn về nơi của thần thú Quác, tiếng hắc điểu lại vang lên lao nhanh xuống thần lực lấp lánh thần quang phá không gian trong nháy mắt cặp móng vuốt đã quét về hướng trần nguyên mặt trần nguyên không biến sắc mặc kệ hắc điểu, bản thân thì nhàn nhã nấu nước còn lấy ra một đống gia vị hiển nhiên là chuẩn bị nấu con thần điều kia tiểu trần lão tổ vừa định lên tiếng nhưng bị huyết thiên quân chừng mắt liếc nhìn ngụ ý bảo ông ta im miệng ầm um, không gian chấn động thần thú đã quét chúng Trần Nguyên, sau đó bắt đầu hoảng sợ kêu lên, toàn thân run rẩy liên hồi, cuối cùng mới rơi xuống, vừa vặn đúng vào nồi. Chết tiệt, vào nồi thật rồi sao? Cả đám thiên thần xuống sờ, tất cả người đứng xem đều ngơ ngác, ngươi vừa dùng thần thuật gì vậy? Thứ võ học thần bí gì, kêu lên một tiếng thì rơi vào nồi, vào nồi thật ư. Đây là võ học gì vậy? Cái này vi phạm quy tắc của thần giới, con thần thú kia không có đầu óc à? Chẳng lẽ Trần Nguyên Toàn gặp phải đồ ngốc hả? bên phía huyết thiên tinh sao rồi một vị thiên thần hỏi huyết thiên tinh đang giao chiến với một thần thú tạm thời bất phân thắng bại nhưng huyết thiên tinh đang bị thương khụ rất có thể không phải là đối thủ một vị thiên thần đáp huyết thiên quân với vẻ mặt khó coi không cần biết huyết thiên tinh có giết được thần thú hay không cuộc đọ sức này huyết thiên tinh đã thua mất rồi trần nguyên hoàn toàn không làm theo lẽ thường lấy ra một cái nồi đem thần thú đi nấu chết tiệt cái này nhìn thế nào cũng giống như diễn kịch nhưng hai phe là tử địch, thần thú không thể nào diễn kịch với Trần Nguyên được. Hơn nữa, cuộc tỉ thí này không có sự chuẩn bị trước, nói cách khác, Trần Nguyên thật sự có thể bắt sống thần thú, chỉ là cách này này có nhìn thế nào cũng không phù hợp với võ đạo. Chương 1038, một lũ quái thai, rốt cuộc là võ học gì có thể khiến thần thú tự động rơi vào trong nồi. Tất cả thần đều ngơ ngác, bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc trên thế gian này có thứ võ công gì khiến con thần thú đó chạy vào nồi chứ. Nếu nói là do Trần Nguyên đánh, bọn họ không tin, trước đó thần thú uy thế ngập trời, suýt chút nữa đã ăn thịt Trần Nguyên, nhưng vừa đến gần cái nồi sắt lớn, liền suy yếu ngay, lập tức rơi vào nồi nằm co quắp. Nếu Trần Nguyên có bản lĩnh này, hoàn toàn có thể quét sạch tộc thần thú rồi. Chẳng lẽ cái nồi kia là thần khí sao? Một vị thiên thần trầm giọng mở miệng, có thể lắm, nhưng mà, chế tạo thành loại thần khí như cái nồi này, có phải là quá lãng phí rồi không? khóe miệng của Lục Thiên Lan giật giật, rất phối hợp với bọn họ. Có lẽ Trần Nguyên chỉ vô tình làm được thôi, đợi lát nữa chúng ta kiểm tra thử một chút. Huyết Thiên Quân trầm giọng nói, các người đang nhìn cái gì vậy? Hành đạo ca ca, hành thiên, các người nên đến phụ một tay đi chứ, con chim này to quá, một nồi nấu không hết. Trần Nguyên kêu lên, chấm chấm chấm, một nồi nấu không hết, mặt các thiên thần cứng đờ, thần khí này tốt thì có tốt thật, chỉ là hơi nhỏ một chút, không biết biến to đám người lục hành đạo vội đến túm lấy con thần thú trần nguyên ôm cái nổi của mình quay về chỗ của thiên thần huyết thiên tinh cũng trở về rồi có người giúp sức giải quyết thần thú lần này hắn thua rồi ngươi được lắm sắc mặt huyết thiên tinh u ám rất khó coi bây giờ hắn đã hiểu được câu nói kia của tiểu hành thiên thứ mà phủ thành chủ ta có là tiền ta là thiên tài các người có liều mạng cũng không đuổi kịp ta như vậy người ta tức chết cũng thỏa đáng không cần đền mạng cảm giác này thật quá sung sướng trần nguyên người lấy cái nồi ừ là cái nồi cho bọn ta xem một chút huyết thiên quân mở lời sao cứ cảm giác có gì đó kỳ lạ bắt thần thú lại có thể dùng nồi ư một cái nồi sắt lớn chất liệu của nó ở thần giới chỉ có thể coi là tầm thường đủ cứng rắn một thần linh không dễ gì phá hỏng được chỉ xem như một chiếc nồi chất lượng khá ở đông lam thành không phải thần khí gì cả chết tiệt đây chỉ là cái nồi bình thường một vị thiên thần không nhịn được nói các người muốn mua nồi không chỗ ta có nhiều đây Trần Nguyên dứt khoát lấy ra mấy cái nồi sắt to tướng, các người mua mấy cái. Được rồi, bọn ta tin rồi, cái nồi này không phải thần khí. Trần Nguyên, sao người có thể khiến thần thú chui vào nồi vậy hả? Huyết thiên quân trầm giọng hỏi, thần chú, Trần Nguyên trầm giọng nói, thần chú gì, không phải ta đã từng niệm rồi sao? Mau vào trong nồi, Trần Nguyên trơ mặt nhìn bọn họ, các người không thể khen ngợi ta tử tế sao? Ta cảm thấy trí thông minh của mình bị thách thức, đây là tiếng lòng của các thiên thần, Lục Thiên Lan và thiên thần của Đông Lam Thành nhịn cười, mặc dù họ không biết là cách gì, nhưng cũng biết Trần Nguyên đang lừa gạt bọn chúng. Về doanh trại, huyết thiên quân hừ lạnh một tiếng, vất tay áo quay về. Lục Thiên Lan và thiên thần của Đông Lam Thành theo phía sau, thấp giọng trò chuyện, cười chết ta mất, với bản lãnh đó, mà muốn chèn ép ta sao. Lục Thành chủ, ta cảm thấy chức thống soái này vẫn nên để ngài làm mới phải. Các thiên thần khác nói, thần vương phân phó, chúng ta không thể làm loạn bằng không vừa ra ngoài huyết thiên quân sẽ chụp mũ chúng ta lục thiên lan khoát tay nói sau đó nói thêm chuyện xảy ra mới rồi đừng ai nói với ta là thần chú gì đó ông đây không tin các thiên thần khác cũng nhìn về phía trần nguyên đương nhiên họ cũng không tin tiểu hành thiên dương mắt nhìn nói kỳ thạch kỳ thạch ư lục thiên lan giật mình vẻ mặt ngây ngẩn còn có thể dùng kỳ thạch như thế sao đúng vậy ạ à, phong tỏa thần lực của mình là được Tiểu Hành Thiên nói: "Đế Tinh ca ca có bí pháp, mọi người có thể tìm y." Kỳ thạch gì? Những thiên thần kia lú lẫn, một loại đá có thể nuốt chửng thần lực, đợi lát nữa ta sẽ nói kỹ cho các người nghe. Lục Thiên Lan nói: "Đế Tinh, có thể truyền bí pháp không?" Hỗn Độn khí, mỗi người ba tia." Đế Tinh nói, dừng lại một chút rồi lại nói: "Chưa được sự cho phép, không được tùy tiện truyền thụ cho người khác." Không thành vấn đề Lục Thiên Lan giao trước, các thiên thần còn lại đưa mắt nhìn nhau, cũng đưa thần dược ra nhận thần dược xong đế tinh lập tức truyền thụ bí pháp tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ của mình lục thiên lan lĩnh hội một lượt thu lại thần lực không để lộ ra một chút nào lập tức mừng rỡ vô cùng thế này ta không sợ kỳ thạch nữa đương nhiên cũng không phải thật sự không sợ đương đầu với kỳ thạch cũng chỉ có thêm một cách tự vệ thôi nếu như kẻ khác dùng kỳ thạch lên ông ta không biết trước được tình huống vẫn sẽ bị trúng chiêu lục thiên lan nói cho các thiên thần khác nghe chuyện về kỳ thành các thiên thần hết sức kinh ngạc không ngờ lại còn có loại đá này nếu chúng ta có thể có được kỳ thạch cấp thiên thần há chẳng phải có thể quét sạch kẻ địch sao mấy vị thiên thần nói không sai vật này cần phải tìm kiếm ngày trước ta cũng chỉ tìm được một viên nhưng vì nguyên nhân nào đó đã hỏng mất rồi lục thiên lan nói ông ta không đề cập đến việc giang thái huyền có thể phá vỡ kỳ thạch việc này cực kỳ quan trọng bảo thần quân đông lam thành chú ý tìm kiếm một phen bí mật tiến hành nhớ không được để huyết thiên quân và ngọc hồng sương biết trần lão tổ nói tất nhiên việc này ta sẽ lo liệu bên phía đế thần cung thì cần các người rồi lục thiên lan có thể làm chủ quân bảo vệ thành nhưng còn quân đội của đế thần cung ông ta không quản được loại đá này các con có mấy viên trần lão tổ nhìn về phía trần nguyên mỗi người một viên hết rồi trần nguyên lắc đầu trước đó bọn chúng đã thương lượng kỹ tuyệt đối không thể lộ danh tính của tiểu bảo nếu không tiểu bảo bị họ bắt mất bọn chúng liền không có thôn thần thạch nữa có thôn thần thạch quả thực rất tiện lợi chỉ cần không gặp phải những thần minh luyện thể hoàn toàn là tiết tấu vô địch cung cấp quay về bản doanh sắc mặt của huyết thiên quân như chết mất đứa con trai vậy tuyên bố chiến tích của đám người lục hành thiên những thần thú kia cũng thuộc về đám người lục hành thiên nếu là lúc trước ông ta cũng có thể nghĩ cách chiếm đoạt nhưng giờ đã mất mặt như vậy cũng không thể chiếm đoạt thần thú được nữa huyết thiên tinh với vẻ mặt không phục tuy tất cả mọi người đều nói rồi nhưng hắn không tin sao có thể nói một câu mau vào trong nồi thần thú rơi vào nồi thật được chứ việc này nói thế nào cũng không hợp với quy tắc thần giới lẽ nào ngươi còn biết kim khẩu ngọc ngôn hay sao lời ngươi nói đều thành sự thật à nếu các ngươi đã có bản lĩnh này vậy sắp tới đây mong các ngươi hãy dốc sức cho trận chiến thần cương huyết thiên quân u ám mặt mày nói vâng thưa thống soái đám người tiểu hành thiên đồng thanh đáp chết tiệt các ngươi đều biết niệm thần chú hay sao khóe miệng huyết thiên quân giật giật mấy đứa nhóc đông lam thành này sao cứ cảm thấy như một lũ quái thai vậy tiếp theo đây sẽ thưởng thức bữa tiệc thần thú huyết thiên quân nói ngừng một chút lại nói tiếp sau đó ta sẽ mời thần mạch ra lấy thần đồ trấn áp giải phóng nguyên thần khí giúp mọi người hồi phục sức lực thần mạch chính là linh mạch của thần nguyên khí thuần túy còn thần đồ chính là vật trấn áp thần mạch đây đều là vật thần vương ban cho mỗi trận chiến thần cương đều giao cho thống soái bảo quản thần mạch á đế tinh và mấy đứa nhóc lớp bổ túc sáng rực cả mắt thần nguyên khí thuần túy của thôn thần thạch, có thể bán cho đạo tràng, vậy vật này cũng có thể. Chúng ta có nên trộm thần mạch bán cho đạo tràng không nhỉ? Nghe nói thần đồ cũng rất chân quý, hay là trộm cả thần đồ luôn một thể? Khổ, dường như biết được ý nghĩ của bọn họ, lục thiên lan ho khan một tiếng, nói, mời thống soái hành động, sớm mời thần mạch, giúp cho đại quân chúng ta có thể được bổ sung. chương 1039, nhất định không được sợ, không được đánh trả. Tiểu bảo, người hãy nghỉ ngơi đi, Cổ nặc nhìn tiểu bảo lại bắt đầu bận rộn, không nhịn được mà nói. Không, vì hỗn độn khí, ta không thể nghỉ ngơi được. Giọng nói non nớt của tiểu bảo tràn đầy sự kiên định, cho dù miệng sùi bọt mép cũng phải chế tạo thôn thần thạch. Đúng là một con thôn thần trùng siêng năng, giang thái huyền tán dương, nếu thần trên thế giới đều siêng năng như ngươi, thì bản chàng chủ đã sớm phát tài rồi. Cổ nặc yên lặng quan sát, kỳ thật nội tâm nàng cũng đồng ý để tiểu bảo làm như vậy, bởi vì mỗi một tia hỗn độn khí, nàng đều được chia một tia, nghĩ đến lợi ích của hỗn độn khí, nàng không sao chống đỡ được. Trang chủ, con thần thú này của ta có mạnh không? Cổ nặc kéo thần thú của mình, khoe nói, đây là một con báo đen, dáng người thon dài, bốn bộ vuốt sắc bén, tốc độ cực nhanh. Giang Thái Huyền nhìn sơ qua, nghiêm túc nói, chắc hẳn mùi vị cũng không tồi. Cổ nặc há hốc miệng, được rồi, ta không nên hỏi ngươi, trong nắt ngươi, ngoại trừ vẻ ngoài đáng giá bao nhiêu thì là ăn có ngon không, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác. Cổ nặc, chúng ta phải lên đường ngay, người có muốn đi cùng bọn ta không? Tiểu hành thiên chạy đến, mời nói, được, cổ nặc vội vàng đồng ý, đi theo thiên tài đáng tin cậy như tiểu hành thiên, thiên thần đi theo bảo vệ phía sau, hoàn toàn không lo nghĩ về vấn đề an toàn. Vì chuyện của Trần Nguyên, huyết thiên quân bảo người của lớp bổ túc, tìm thêm hai thiếu niên thiên tài thêm vào, hợp thành một tiểu đội, cùng nhau hành động. Tâm tư của ông ta, hiển nhiên là muốn tìm hiểu rõ, làm sao đám người tiểu hành thiên có thể làm được, học lấy bí pháp của bọn nó chỉ đáng tiếc bọn nó không có tiểu bảo cho dù có bị phát hiện cũng không sao tiểu đội này để tiểu hàm hàm làm chủ soái ba người con trai của thành chủ là huyết thiên tinh tiểu hành thiên ngọc phong làm phó đội trưởng còn lại là đội viên bình thường cho nên mọi người phải chú ý đừng để bị phát hiện càng đừng để cho họ phát hiện ra tiểu bảo đế tinh nói trang chủ giao tiểu bảo cho ngươi chăm sóc đừng làm y chết đấy cổ nặc nói ơ kìa Ơ kìa, đồ lòng giả ác độc cổ nặc kia, sao lại giao ta cho đại ma vương vậy? Tiểu bảo bị dọa nên toàn thân phát run, nó sợ nhất là Giang Thái Huyền, trong mắt nó, Giang Thái Huyền là đại ma vương đáng sợ nhất. Ai là đại ma vương hả tiểu bảo? Giang Thái Huyền nhấc tiểu bảo lên trong tay, nét mặt hung ác lườm nó. Trong thoáng chốc tiểu bảo đã phát khiếp, co do người lại, không dám lên tiếng. Xuất phát, chuẩn bị nồi sắt thật to, tiểu hành thiên nói, Giang Thái Huyền thở dài một hơi, các người định đùa chết đám người huyết thiên tinh à. Trận giao tranh thứ hai sắp sửa bắt đầu, lần này giao cho tiểu quân ngũ giao chiến, quân chủ lực không hành động. Nhưng mà, đây là trận chiến thần cương, cho dù là tiểu quân ngũ, cũng có số lượng không ít, mấy chục đến hơn trăm con quái vật khổng lồ, chỉ bay lên, cũng đủ che lấp cả bầu trời. Lần này, thứ mà bọn nó tìm là thần thú lục địa, có loài lông vũ trinh sát trên không, cũng có thần thú hành động trên đất liền. Mọi người cẩn, xông lên, thần thú ra rồi, mọi người mau tiến lên. Tiểu hành thiên cứ như điên như cuồng, hét lên một tiếng, dẫn đầu sông ra ngoài. Thật, huyết thiên quân ngơ ngác nhìn thành viên lớp bổ túc, chết tiệt, ta còn chưa nói xong mà các ngươi đã sung phong rồi à. Các ngươi thật sự coi thần thú như bùn đất sao. Chia ra hành động, tiểu hành thiên gào to một tiếng, sau đó lấy ra một chồng nồi sắt lớn, hai cái vỉ nướng, mau vào trong nồi, quá to thì lên vỉ vướng. Đám người huyết thiên tinh, đám thần thú cũng ngơ ngác, các ngươi có ý gì vậy, đội nấu cơm hoan nghênh bọn ta đến à? Hay là các người định tự nấu mình, để chiêu đãi bọn ta đây? Mau vào trong nồi, quá to thì lên vỉ nướng. Trần Nguyên cũng lớn tiếng gào to, chỉ vào đám thần thú, rồi lại chỉ vào nồi sắt và vỉ nướng của mình. Vẻ mặt nghiêm túc nói, xin các người hãy nghiêm túc một chút, bọn ta muốn nấu nướng các ngươi. Thần thú, bọn ta phải nghiêm túc thế nào chứ? Tự lao vào nồi, lên bếp lửa cho các ngươi rắc gia vị à? Chết tiệt, đây không phải trận chiến thần cương à? sao cứ như vào phòng bếp của con người thế? Huyết thiên tinh, người thấy sao? Ngọc Phong lú lẫn đầu óc hỏi. Huyết thiên tinh ngơ ngác đứng chôn chân, ta thấy sao à? Chết tiệt, ta còn thấy thế nào được nữa? Lần trước ta cũng không nhìn thấy, Trần Nguyên làm thế nào mà khiến thần thú rơi vào nồi? Rào, một âm thanh gầm thét, các thần thú nổi giận, thú trưởng lớn nhỏ vồ xuống, thần lực mãnh liệt cuồn cuộn, kể cả đám huyết thiên tinh đứng phía sau, cũng cảm thấy khiếp đảm trong lòng, thần thú cấp thần linh bọn nó lên đối đầu với chúng ắt phải chết mau vào trong nồi mau vào trong nồi tiểu hành thiên lầm nhầm không ngừng hoàn toàn không thấy thần thú tấn công chết tiệt sắp đánh tới ngươi rồi mà các ngươi còn điên khùng cái gì vậy huyết thiên tinh cảm thấy sốt ruột thay cho bọn nó bọn này đúng là thiểu năng trí tuệ không biết sợ hãi không biết tránh né là gì à ầm um, cuối cùng thú trưởng lớn nhỏ vừa chạm đến tiểu hành thiên sau đó thần lực lập tức ngưng tụ toàn thân đổ xuống trước ngực tiểu hành thiên tiếp đến thần thú co giật kịch liệt kết cuộc mông đặt trên cái nồi nhưng vì nồi quá nhỏ có phần chứa không hết chết tiệt vào nồi thật luôn à huyết thiên tinh cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ lao vào nồi thật rồi á các ngươi dùng võ học thần kỳ gì vậy kéo đi tiểu hành thiên lập tức lấy xích ra khóa chặt thần thú sau đó kéo đi các thành viên còn lại của lớp bổ túc cũng làm y hệt như vậy cũng kéo lấy thần thú sau đó đứng trước vỉ nướng mau lên vỉ nướng bọn người huyết thiên tinh Chuyện xảy ra không có gì bất ngờ nữa, một con thần thú ngã vào trên vỉ nướng. Được thôi, các ngươi khá lắm, tuyệt thế võ học, tại hạ phục rồi. Grau grau, khoảng chừng mấy chục con thần thú, bọn họ bắt không đến một nửa, tiểu hành thiên nhìn huyết thiên tinh vẫn còn đang ngẩn người, tức giận nói, người đứng thất thần ở đấy làm gì. Cái này chuẩn bị cho các ngươi lên nhanh đi, ta, bọn ta sao, huyết thiên tinh ngây người, nhìn cái nồi và vỉ nướng đột một được ném qua, bọn ta cũng làm được sao niệm thần chú mau vào trong nồi nhanh lên vỉ nướng là được rồi đây là tuyệt thế bí chiêu kết hợp với những cái nồi và vỉ nướng đặc chế này chỉ cần thần thú dám tiếp cận sẽ chúng chiêu ngay Trần Nguyên nói tuyệt thế bí chiêu à nồi và vỉ nướng đặc chế ư nhìn sao cũng giống cái nồi và cái vỉ nướng thịt bình thường mà nhỉ rào một con thần thú vào tới huyết thiên tinh khẽ nhíu mày chỉ là cấp thần nhân hay ta cũng thử xem sao Ngọc Phong cái này của ngươi nhất định không được sợ không được đánh trả thể hiện sự can đảm của mình càng can đảm uy lực của bí chiêu càng mạnh lần đầu các ngươi làm nên hãy đối phó với cùng cấp cũng được rồi bọn ta mới có thể đối địch vượt cấp Lâm Nhạc nói sau đó lại phát nồi sắt và vỉ nướng cho những người còn lại vậy thử xem sao Ngọc Phong và huyết thiên tinh liếc mắt nhìn nhau sau đó đứng trước nồi sắt và vỉ nướng bắt đầu lầm nhầm mau vào trong nồi mau lên vỉ nướng mau ầm thần lực chấn động thứ trưởng tấn công bọn người huyết thiên tinh sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên định đứng đây không đánh trả can đảm chúng ta có can đảm sự can đảm của chúng ta bùm thú trưởng giáng xuống thần huyết trào ra một nhóm thiếu niên bay ra ngoài loài người đều thiểu năng trí tuệ cả hà vẻ mặt thần thú khó hiểu thế mà đứng đấy cho ta đánh ư bọn người huyết thiên tinh chết tiệt không phải đã nói bọn nó sẽ tự bay vào nồi và trên vỉ nướng sao tại sao ta lại bị đánh bay chứ thiệt hại nặng nề phụt bọn nó đều là đồ thiểu năng trí tuệ tiểu hành thiên nhàn nhạt nói nói thế mà các ngươi cũng tin được à chết tiệt nó không đánh trả thật sao các ngươi tưởng mình kim cương không hỏng chắc hay là luyện thể đại thành